chúng con dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giác. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sang Thầy Giác. Cho kính kính lễ Chư Tôn Thượng Đức Tăng trong người Việt Nam mà chúng tôi được rõ giàu với ni sư với cô tu nữ. Xin thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới trên đạo tràng Pháp hội. Bụt đăng sa đăng ca cha mẹ con đem hành lòng thành kính xin quy Phật. Đăng sa đăng ca cha mẹ con đem hành lòng thành kính xin quy Pháp. Sằng căng sa đăng ca cha mẹ con đem hành lòng thành kính xin quy Tăng. Được tin dâm bị Bụt đăng sa đăng ca cha mẹ con đem hành lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Thế Âm bị đắp mang sợ năng gạch cha mẹ con đến mình làm cảnh tỉnh sinh quy pháp lần thứ nhì. Đức Thế Âm bị sân khấn sợ năng gạch cha mẹ con đến mình làm cảnh tỉnh sinh quy tăng lần thứ nhì. Tạ Thế Âm bị Bụt đăng sợ năng gạch cha mẹ con đến mình làm cảnh tỉnh sinh quy Phật lần thứ ba. Tạ Dâm bị đắp mong sợ đăng cách cha mẹ con đem hành lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tạ thì dâm bị sân khấn sợ đăng cách cha mẹ con đem hành lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt thân saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thammang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangham saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Tu tít yam bi bụng thăng saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tu tít yam bi tham mang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Tu tít yam bi sang kham saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta tít yam bi bun thân saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta tít yam bi tham mang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Ta tít yam bi sang khang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sa na ca năng ni thi tăng phát huy tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu. Anapante, dạ chúng con xin vâng. Bà thứ ba ta vừa là mình đi sẽ khó với năng tâm mạnh giáo mi con xin bao nhiêu điều học là quỷ tránh xa sự sát sanh Adinda Vệ Ra Mạnh Y Sẽ Kho Bất Năng Sư còn xin bao nhiêu điều học là quỷ tránh xa sự trộm cắp Cà Mê Su Mi Cha Cha Ra Vệ Ra Mạnh Y Sẽ Kho Bất Năng Sư còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mục sa hoa đam về làm mặt đi sẽ khó bất năng sâm mặt giảm bi còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối sự là mê yamai chờ có mai đắc thả nam về làm mặt đi sẽ khó bất năng sâm mặt giảm bi còn
xem điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesu Mitchachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Suramera Yamachappamadanthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Imani panjasika badhani sadhu kanka tuang pamade nani chakalang samarakita bang. Thưa Phật tử, sau khi tọa thì tâm quy vào ngũ giới nên tâm bảo rồi phải ra mới hành theo cho được trong sạch thì có dễ vui. Amavante, dạ chúng con xin vâng. Sile na suvatin yanti, sile na ho kasam bhadai, sile na niputin yanti ta samai, sila ngụy số ha ye. Các nhân sanh người sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dị giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dị giới. Bởi các cái cho nên chịu phục tự phải ráng thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng để lầm nhớ. Sa thức lành thai. Unta mangge na wande hang pada pan sun va unta mang pun the yo kalito to so pun tho kamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Unta mangge na wande hang tham man cha tu vit thang wa rang tham me yo khalito do so tham mo các mắt tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Unta mangge na wande hang sankhan cha du vit thon ta mang sankhe yo khito do so sankho kama tu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài A Trí Đức chúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ phước báo. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thà Giá. Bhagavato sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhaya nupavena sadaso te bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammaya nupavena sadaso te bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sanghaya nupavena sadaso te. Phật quanh tu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Xô tà lạc thô xô kỳ tố vô rô nô hô bô tà sa chá nê a rô gô xô kỳ tố hô y sa hạ sá bê nhà thích vi sa tha lạc tham.
Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín phải bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thức lành thay, chúng con thành kính tri ân ngài Thế Đức đã truyền tam quy ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Chúng con thành kính tri ân ngài. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phương điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tương hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệm chưa cho quả phước nào, nghiệm thật nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hay làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành toàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kề liền kiếp sau. Điều trệ chẳng gặp Phật nào, nhậm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Y đằng nô nha tầng hô thức sư ký ta hồn thức nhà ta dù. Y đằng nô nha thi nằng hô thức sư ký ta hồn thức nhà ta dù. Y đằng nha thi nằng hô thức sư ký ta hồn thức nhà ta dù. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hành được an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hành được sự an vui. Y đăng quát ta mê phùn nhăn năng a sa quát khai gia quát hồng hồn túc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, quý bà quý cô tu nữ thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên ngự ở mười muôn triệu thế giới xa bà, vua trời đế thích diêm vương. Xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chư phước đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng no phun nhân ni pa na sa pat cha yo hồn túc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xà thức lành thai. Dạ thưa, giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài Trí Đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ giờ cũng đến giờ học vi diệu pháp của thầy kinh, con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô Tha Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacharo kathipati sampati katanjali antivarang ayajata santi thasantam parajang kajatika de se tu thammang anukam pibang pacham
Santhamma perin vinayan cha khayam suttang cha banthang abitham machamang akutayantu cha tu san cha dandang pampu thaneye parisa yamanche. Chúng sanh tất cả vùng hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ chờ nó mộng đặng trời nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường xuống khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên lòng kính thành cung tĩnh Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời từ bi khai đạo độ đời nhắm vườn lập giả ngày giờ chân sang chuyển pháp luân độ các hàng đệ tử con thầy thỉnh nữ phàm từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niềm vàng rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lần chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hẳn còn lâu năm cả tam giới thượng ân vô cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh nội khắp chốn ni tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mít đến thầy. Nam mô Bụt Thà Yết. Nam mô Bụt Thà Yết. Nam mô Tam Ma Yết. Nam mô Sanh Thầy. Dạ, kính lễ sư trí đức cùng tất cả chư tôn đức tăng trong lúc. Dạ, xin chào tất cả quý vị. Nghe rõ ha? Ok, chào tất cả. Dạ, thưa quý vị, hôm nay là chúng ta học tiếp một đoạn chót thôi là xong phần lỗ tự tâm ha. Thì hôm nay quý vị sẽ đọc cái bài mới để tuần sau mình học ha, và đi đọc bài mới để chuẩn bị cho tuần sau. Hôm nay chắc có lẽ là có thể là hết sớm rồi, sau đó mời tất cả quý vị có một mỗi người lên học và có ý kiến đóng góp về cái chương trình học của mình đó. Sau khi học xong lộ từ tâm thì quý vị có cảm tưởng như thế nào ha? Mọi người chuẩn bị sẵn nha, tinh thần lên nói pháp rồi cho bà con mà nghe. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi Svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Sappatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi Samma sambuddhamattulaṃ sasattham maganuttama Abhivādiyappāsissaṃ abhidhammattasanghaṃ Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thà Yết, Nam mô Tam Ma Yết, Nam mô Sanh Thà Yết. Chương trình cũng như thường lệ, mình đọc Pali trước. Kỳ này không đọc Pali bài cũ nữa mà đọc Pali bài để chuẩn bị cho tuần tới. Mời Pali Quỳnh Boss đoạn 1, đoạn 2. Một hai đoạn thôi, 1, đoạn 2. Mình chưa học tới. Và xin hoan hỷ mời tất cả quý vị cùng nhau lên đọc Pali. Dạ, Nam mô Bụt Thà Yết, Nam mô Tam Ma Yết, Nam mô Sanh Thà Yết. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu cô Hồng Mai. Cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài trí đức cũng chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào thầy kinh
Dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cũng như mọi khi thì con cũng xin đọc bài trước. Dạ, con xin đọc chương 3, chương 8. Bắt chá giá sang gá há, quý phà gồ, toát yếu về duyên. Đoạn 1. Dê sang sang khát tá thầm mà năng dê thầm mà bắt chá già giá thà tăng quý phà gá quý mẹ quý phà gá mí hề đà ní bá quắc khà mí giá thà ra hằng. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên, tác hành, liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Dạ, xin cô bút lại phần này, mới ta thấy trắng nõn, không có thấy chữ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, mình ta đã thấy rồi. Bát tích chá sa múc bà đá na dồ bát thà ná na dồ chá tí bắt chá giá sằng. Ba lắc khi tổ bát tích cha sa múc bà đá na dồ bát thà ná na dồ bá na à hắc cha bắc cha dắt thí tí mà rắp pháp bá quốc cha tí u pha dằng bá na quồ mít xét tòa bá bành chèn tí à chá ri già. Đại cương những tương quan có hai phần: a lớn định luật phát sanh tùy thuộc và b không biết cái máy sao kỳ quá. Dạ, thấy chưa có thấy chữ. Dạ. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác. Trước đó, khi có trạng thái này thì trạng thái kia phát khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Con cảm ơn thầy. Dạ, con kính nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Thầy Kinh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc bài tiếp theo ạ. Đoạn 2. Tát tha a quy trà bách cha già sằng khà ra sằng khà ra bách cha già quỳnh nhà nằng quỳnh nhà na bách cha già nà ma rù bằng
Nà ma rù ba bách cha già sa là gia ta nằng sa là gia ta na bách cha già pha sổ pha sa bách cha già huệ đa nà bách cha già tàn hà bách cha già u bà đà nằng u bà đà na bách cha già pha vồ pha qua bách cha già cha ti bách cha già cha ra ma ra na so ca ba ri đề qua đúc kha đồ ma na su bà già sa sam pha hoàn ti e qua mẹ ta sa kề qua la sa đúc kha khàn tha sa sa mu đa yo Bồ tì ti a ya me tha pa ti cha sa múc bà đa na yô. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta thán đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh bút bài. Thân mời Hồng Mai ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Kính chào thầy Kinh. Kính chào tất cả quý học viên trong đạo tràng. Dạ cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ chị Nhật Quỳnh post bài lên giùm em ạ. Đoạn 1. Ye sang san kha ta tham na nang ye tham na tách cha ya ya tha tăng vi pha ga mi hề đà mi ta wa kha mi ya tha ra hằng. Chương 8. Tách cha ya sang ga ha vi pha go quát yếu về duyên. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo từ duyên. Pachicchasamuppadanayo pathananayo chattipachayasangaho duvitho veditappo tathatapha vapha vipha vakaramatto palakito pachicchasamuppadanayo Pháp anana yo pana ahat chapat chayat piti ti ma la ta pa vut chati u yang pana vô mi se toa pa tan chen ti a chan ya a cha ri ya. Đại cương những tương quan có hai phần: A. Định phát sanh tùy thuộc và B. Định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân thầy Kinh, kính cảm ơn đạo tràng lắng nghe và cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mic, xin mời Tina. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và thầy Kinh và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài đoạn 2. Tát tháp a quýt trà bát Chaya sankhara sankhara pachaya vinyanam vinyana pachaya namarupam namarupa pachaya
sát là giá ta năng sát là giá ta na bát chát già pas su pas sa bát chát già về đa na về đa na bát chát già tăng hà tăng hà bát chát già u bà đà năng u bà đà na bát chát già pa vô pa vát bát chát già cha tí cha tí bát chát già cha ra ma ra na so ka pari deva dukkha dhamma nasupa nasupa yasa sampavanti eva metassa keva lassa dukkha kantassa samudayo honti ti aya metta paticca samuppadana yo. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng, như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ thưa con kính tri ân quý sư và thầy kinh và đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu ạ. Em xin bài chị ơi. Chương ba Paccaya Sangraha Vi Phà Vô Toát Yếu Về Duyên. Đoạn một. Dê sang sành ca pa tham ma nang dê tham ma bát cha ya tha ya tha tam tam vi pha ra mi hề đà li qua pa qua kha mi ya tha ra hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Paticca samuddha muppadana yo patthanaya nana yo chati paccaya sangha vo dubitho vedita bodhatata và qua phà vi phà và cà và mát tổ ba la khi tổ ba tích cha sa mu pa da na jo pa tha na jo pa na a ha cha pa cha ya thi ti ma ra ma ra pha pa vu cha ti u Upa yang pana vô mi mi se pa pành pa pành chê chen ti a cha ri ya. Đại những tương quan có hai phần: A, định luật phát sanh tùy thuộc, và B, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh xung của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác. Trước khi đó có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát.
định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Con đã đọc xong, con kính tri ân thầy và quý đạo hữu, xin con có sai con xin thầy sửa cho con xin xuống mic, con nhường cho vị kế tiếp ạ. Xin mời Nhật Từ. Cảm ơn sư Xuân Thành. Dạ Nam Mô Bố Cha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sân Kha Dạ. Con kính lệnh lệ Chư Đức, con kính lệnh lệ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lệ quý bà, quý cô, tu nữ, dạ. Con kính lệ Thầy Kim và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc bài học hôm nay ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng, cảm ơn sư Nhật Quỳnh thật nhiều. Dạ đoạn 2. Tát Thá Awik Cha bác cha già sankhara sankhara bác cha già vinyana bác cha già nama rupa bác cha già sa la yatana bác cha già pha sa bác cha già vedana bác cha già tần hà. Tần hà bất cha già. U bà đà năng. U bà đà na bất cha già. Pháp vô. Pháp qua bất cha già. Chà tí bất cha già. Chà rà ma na rà. Sô ca bà ri đề. Qua đúc khá đồ. Manasubhaya sa sam pha văn tí e wa me tát sa kê wa tát sa đúc khát khăn đát sa sa mu đa yô hô tì tí a ya mét tha ba tích cha sa mu ba đa na yô. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh dạ và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh dạ sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thụ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta thán đau khổ buồn rầu và vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con đã đọc xong bài, con có sai mong thầy kinh nhà đạo tràng chỉnh sửa lời dùng con ạ. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ niệm từ kính mời đạo tràng lên đọc bài tiếp ạ. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Chư Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn chị Mạch Tạ, cảm ơn Kim Nhung, mời Giang Nhật Hà nha. Dạ Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư cô tu nữ, con kính chào thầy Kiên cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Chương 8. Bách cha giá sằng gá há quý phà gồ, toát yếu về duyên,
Đoạn 1. Ye sang sankhata dhamma nang ye dhamma baccha ya yatha tang vipha gami he da nibbavakkhami yatha rahang. Nơi đây, theo đường lối tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Paticca samuppadana yo patthanana yo jati paccaya sangaho duvitho vedittabbo tathatappa pavva vipha vakaram Palakhito paticca samuppadana yo patthanana yo pana ahat cha paccayat thiti marappa pavuccati uppajjang pana vo mesettva babbanchanti acariya. Đại cương những tương quan có hai phần: A. Định luật phát sanh tùy thuộc, và B. Định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con đã đọc bài xong. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Ma Giá, Nam mô Sàng Khá Giá. Dạ thưa con cháu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lại sư trí đức. Con xin kính đảnh lại Tôn Đức Tăng. Con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép đọc bài ạ. Đoạn Tattha avicca paccaya sankhara sankhara paccaya vinyana vinyana paccaya nama rupang nama rupa paccaya salayatana salayatana paccaya phaso phasa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upadana upada upadana paccaya phavo phava paccaya jati jati paccaya chara mara so kapari de wa dukkha do mana supaya sa samphawan ti e wa me tassa ke wa lassa dukkha khan thassa samudayo ho ti ti ayametta paticca samuppadana yo. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ thưa con đã đọc xong mà con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Dạ thưa cô Nhật Huỳnh, con đã lấy được bài, có gì con post bài giùm cho cô ạ. À? Con xin phép được xuống mic. Sa thú, sa thú.
Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, chờ hoài không thấy còn bàn tay vị nào nên không xin được đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, cảm ơn Thi Na, cảm ơn Hoàng Thanh. Chương 8, Bát Chá Giá Sanh Gá Há Vi Pha Gô Tất Yếu Về Duyên. Đoạn 1. Về sẵn khanh ta thắc thầm mà năng về thầm mà bách cha già cha thà tặng quý phà cái mi hề đà đi bao quát khà đi gia thà ra hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác thành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Nơi đây hành sám hối, cảm ơn cho Nguyễn. Ba tích cha sa múp đà đa na dồ ba thà na na dồ cha ti bát cha gia sằng gia hồ đu vi thờ về đi tắp bồ ta tha tắp phà qua phà vi phà hòa cà ra mát tờ ba lát khi tờ ba tích cha sa múp bà đa na dồ bà thà na na dồ ba na a hát cha bát cha gia tháp tiếp mà rat pha ba vut cha ti u pha dằng ba na vô mi set tờ ba bành chành ti a cha ri già đại cương. Những tương quan có hai phần: a, định luật phát sanh tùy thuộc, và b, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh, hai thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh xuông của một trạng thái tùy thuộc ngay một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Nam mô Bích Tha Giá. Và đoạn 1 đến đây đã chấm dứt. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn thầy kinh. Và mến chào xích hành kiểm đi vào đạo tràng. Và hành kiểm ơi, đưa bàn tay lên đi để Châu Nguyễn bút bài cho hành kiểm đọc. Và mời đạo tràng nha. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép được xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ con nghe thầy nói bữa nay bài hơi ngắn, thôi con đọc đoạn 2. Đoạn 2. Tát thá á quý chà bách chá già sằng khà ra bách chá già huỳnh nhà năng, huỳnh nhà ná bách chá già nà má rù bằng, nà má rù bá bách chá già xá là dách tá năng, sa là yatana bát cha già phát sô phát sa bát cha già về đa na về đa na bát cha già tành hà tành hà bát cha già u bà đà năng u bà đà na bát cha già pha vô pha qua bát cha già trà tí bát cha già cha ra marana sô ca paride wa đúc khá đồ manasu bài già xà sầm phá hoành tí ê quá mê ta sa kêu quá lát sa đúc khắc khàn thát sam sam mu đa dồ hồ tì tí a ya mét tha ba tí cha sa mu bà đa na dồ. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc, lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn, xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc, thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ, ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái, thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ, hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu, sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh,
phát sanh lão tử, sầu muộn, ta tháng, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Như vậy, phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con xin mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ, cảm ơn Trọng Nguyễn đã post bài. Sao à, chắc hết ai rồi ha. Dạ, mời vị nào đó lên đọc cái bài từ rồi. Mình, trình bày lại cái bài từ rồi mình đọc để mình đi tiếp luôn cái đoạn chót luôn ha. Ai giơ tay đây? Rồi, mời cô Nhung. Sao hết. Dạ, con thưa thầy, dạ, kính thưa đạo tràng, con sám hối là con quên mở mic, con đọc quá trời. Dạ, thưa thầy, bài vừa rồi là bài ngày 14 tháng 5 năm 21, phần thứ 5 là lộ nhập thiền quả. Phalasamma Bhattichittavi thi. Lộ nhập thiền quả chỉ có bậc thánh nhân mới nhập vào được. Mục đích là để hưởng quả Niết Bàn đã chứng được, thuộc thiền siêu thế, vị ấy an trú định để hưởng giải thoát, an lạc ấy. Về tâm lộ, thì có hộ kiếp, rúng động, dứt dòng, khai ý, rồi đến ba sát na thuận thứ hay bốn sát na thuận thứ, rồi đến thiền quả, bất định số, không có ba sát na chuẩn bị cận hành thuận thứ mà chỉ có ba sát na thuận thứ hay bốn sát na thuận thứ do đã là thánh rồi. Sát na thì vô số cái, chặng thì 29, gồm có một khai ý, bốn động lực điện hợp trí, bốn động lực tố hợp trí, 20 tâm quả siêu thế. Người chỉ có bốn thánh quả cõi, 26 cõi vui hữu tâm, 31 cõi trừ vô tưởng và 4 cõi khổ. Về ghi chú, trước khi nhập phải chú nguyện: siêu thế pháp nào mà tôi đã chứng đắc hãy khởi lên trong tôi trong suốt thời gian, đó là ngày giờ, xin cho hữu vi cảnh vắng mặt. Ghi chú thứ hai: quán tứ niệm xứ đến hành xả tuệ, khi năm quyền cân bằng phát sinh thuận thứ tuệ, sau đó nhập thiền quả định siêu thế. Điều kiện nhập thiền quả: đắc thiền chỉ định trước khi đắc đạo. Thứ hai, chứng sơ thiền, đắc sơ đạo, nhập sơ quả sơ thiền. Nếu về sau chỉ đắc được thiền cao nhưng không đắc đạo cao thì chỉ nhập được sơ quả sơ thiền. Ví dụ đắc nhị thiền nhưng không đắc nhị quả thì chỉ nhập sơ quả sơ thiền. Thánh lạc quán không thể nhập thiền quả do không có thiền định. Đạt thánh quả cao rồi, không thể nhập thiền quả thấp hơn. Ví dụ đã đạt tam quả thì không thể nhập lại thiền sơ quả nhị quả. Tổng số tâm lộ có 40, là 4 thánh quả nhân với 5 bậc thiền bằng 20 lộ. 20 lộ nhân 2 hạng người, độn căn và lợi căn bằng 40 lộ. Về phần thứ 6 là lộ nhập thiền diệt. Nirodhasamma Bhattivi thi, chỉ dành riêng cho bậc tam quả và tứ quả, muốn tịnh chỉ danh uẩn và tận hưởng vô dư niết bàn tạm thời. Parinibbana, tâm lộ, hộ kiếp, rúng động, dứt dòng, khai ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, hai sát na phi tưởng, rồi đến không tâm, vô số cái, rồi đến quả. Sau đó 14 sát na hộ kiếp, rúng động, dứt dòng, khai ý, bảy động lực, rồi trở về hộ kiếp. Về sát na có 8, gồm có khai ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc,
Hai sát na phi tưởng khi phi tưởng và quả thì bằng 8. Có khi chỉ có 7 sát na khi không có chuẩn bị. Chặng có 2 là khai ý và động lực. Thứ tâm thì có 9 thứ. 1 khai ý, 2 thiện dục giới hợp trí, thọ xả, 2 tố, 2 đại tố dục giới hợp trí, thọ xả. Thọ xả là do đắc thiền, đắc ngũ thiền sắc giới rồi mới đến phi tưởng phi phi tưởng. Hai tâm phi tưởng phi phi tưởng là thiện và tố, một tam quả, một tứ quả ngũ thiền. Về người có 2, người tam quả, người tứ quả. Về cõi có 22 cõi và 31 cõi trừ 4 cõi khổ, 4 cõi vô sắc, 1 cõi vô tưởng bằng 22. Những sự việc cần làm trước khi nhập định diệt. 4 phận sự trước tiên như sau. 1. Na na bát tha avico bana. Chú nguyện cho các vật dụng ngoại thân không vì lý do gì bị hư hoại. 2. Sằng khắc bát tin mà năn á. Chú nguyện tự xuất khỏi thiền diệt khi chư muốn gặp. 3. Sát thu bắc cổ san á. Chú nguyện tự xuất khỏi thiền diệt đạo sư muốn gặp. 4. Át thà na ba rích chề đá. Quán sát tuổi thọ của mình có sống được tối thiểu 7 ngày hay không. Khi thấy tuổi thọ không thể sống quá 7 ngày, vị bất lai sẽ không nhập thiền diệt mà dành thời gian để tu đạt A-la-hán. Riêng các bậc A-la-hán sẽ có 2 trường hợp: hoặc chú nguyện xuất khỏi thiền diệt trước khi viên tịch để giáo giới đệ tử và từ biệt các vị đồng phạm hạnh. 2. Hoặc không nhập thiền diệt. Nếu ở cõi người, trong 4 trường hợp trên, 3 điều đầu có thể không chú nguyện cũng được, nhưng điều thứ 4 bắt buộc phải làm. Nếu ở cõi chư thiên hay phạm thiên giới, có thể không làm điều gì cả, nếu có chỉ ở điều thứ 4. Sẽ không một tai hại nào xảy ra đến tính mạng cũng như những vật tùy thuộc của vị ấy khi đang nhập thiền diệt. Nếu các ngài không chú nguyện, khi bậc đạo sư hay chư tăng muốn gặp, sẽ cử một vị tỳ kheo sứ giả đến đứng vừa tầm nghe của vị ấy và bảo rằng: thưa tôn giả, bậc đạo sư hay chư tăng muốn gặp ngài, xin ngài hãy xả thiền diệt ngay bây giờ. Và vị ấy xả thiền diệt ngay. Phương thức nhập thiền diệt. 1. Chú xứ thanh vắng yên tịnh. 2. Nhập vào thiền tịnh theo tuần tự từ sơ thiền đến vô sở hữu xứ thiền. Khi xả thiền vô sở hữu xứ, ngài thực hiện 4 việc cần làm ở trên rồi mới nhập vào thiền diệt. 3. Tâm lộ như sau: rúng động, dứt dòng, khai ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, hai sát na phi tưởng phi phi tưởng. Dứt hai sát na thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, danh uẩn diệt mất trong vòng 7 ngày. Cái thứ 4, khi xuất thiền diệt, tâm thánh quả mà vị ấy có là tâm tam quả hay tứ quả sanh khởi trước. Dạ thưa thầy, đó là nội dung bài học ngày 14 tháng 5 ạ. Dạ con đã đọc xong, con tri ân thầy. Dạ cảm ơn đạo tràng lắng nghe, con xin xuống mic. Rồi, sa thứ. Cảm ơn cô Dung. Cái chỗ không tâm á, chỗ tâm mà còn vô số cái là sao? Quan tâm sao có vô số cái. Chỉnh lại cho nó nha, bỏ cho nó nha. Thì không có ghi mà cô Nhung có đọc. Cô Nhung có nói. Rồi ok, rồi bây giờ mình còn đoạn chót là được cần thiết hai chấm. Cần thiết. Tầng thiền vị thánh nhập định diệt. Hay là ghi cho rõ đi, tầng thiền vị thánh nhập diệt thọ tưởng định. Ghi cho nó rõ nguyên câu luôn cho nó đẹp ha. Phần thiền vị thánh nhập diệt thọ tưởng định phải có trước khi đắc tam hay tứ đạo. Phải có
trước khi đắc phàm hay tứ đạo? Rồi, tức là đây nói là một vị thánh, một vị mà muốn nhập vô cái nhập diệt thọ tướng định đó, phải có những cái tầng thiền bắt buộc phải có, tức là đắc ngũ thiền sắc giới rồi không vô biên thức vô biên vô sở hữu vi tưởng vi tưởng, phải đắc những cái tầng thiền đó trước, rồi khi mà đắc đạo với tam đạo tứ đạo rồi mới nhập vô cái này được. Bởi vì nhập vào cái diệt thọ tướng định là phải đi từ sơ thiền đi lên tới vô sở hữu xứ, rồi xả thiền ra nguyện, xong nhập vô phi tưởng xứ rồi mới nhập vô diệt thọ tướng định được. Đó là cái quy luật ha. Sư dòng người ta dòng phải có được ngũ thiền trước khi chứng đắc tam đạo hay tứ đạo, nhấn hai cho mình biết ha, phải có được ngũ thiền khi chứng đắc tam đạo hay tứ đạo. Phải có được ngũ thiền khi chứng đắc tam đạo hay tứ đạo, tức là vị này phải đắc được ngũ thiền. Ngũ thiền đây không chỉ là ngũ thiền sắc giới mà là luôn cả vô sắc giới luôn ha, là phải đắc luôn cả ngũ thiền mà lên tới phi tưởng vi tưởng luôn, mình mới chứng đắc tam đạo hay tứ đạo thì mới nhập vô được. Đó là cái lý do là cho mình biết cách cần thiết phải biết ha. Rồi xuống dòng theo quy luật hai chấm. Theo quy luật hai chấm dòng đồng một loại thọ, đồng một loại thọ rồi xuống dòng gạch đầu dòng cái từ sát na chuẩn bị cho đến hai sát na tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ đều là xả thọ. Từ sát na chuẩn bị cho đến hai sát na tâm thiền, ghi luôn chữ thiền nhé, đến hai sát na tâm thiền phi tưởng xứ đều là xả thọ. Thì bây giờ cái chỗ này mình sẽ ghi là đồng loại thọ hai chấm hay sao, hay là ghi chữ đồng loại thọ nó đậm lên sao cho nó rõ ràng, rồi mới xuống dòng gạch đầu dòng từ sát na chuẩn bị đến hai sát na tâm thiền phi tưởng tưởng xứ đều là xả thọ. Nha. Tức là từ cái sát na vô chuẩn bị cận hành tưởng thứ bỏ bực rồi mới 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 vô nhập vô những cái thiền này nha, rồi mới vô phi tưởng xứ, thì đều phải là xả thọ hết, chứ không thể là thọ hỷ kia nọ được, mà phải là xả thọ hết. Đi vô đó, vô ngũ thiền rồi qua phi không vô biên thức vô biên thì nghe nhập vô phi tưởng xứ đều là xả thọ hết, cùng một loại thọ nó mới đi được ha. Rồi xuống dòng tâm quả siêu thế, dòng gạch cái dấu thập đó. Tâm quả siêu thế tâm quả siêu thế mà sanh khởi, tâm quả siêu thế sanh khởi trước tiên trong lộ xuất định cũng phải câu hành với xả thọ. Tâm quả siêu thế sanh khởi trước tiên trong lộ xuất định cũng phải câu hành với xả thọ. Rồi
Rồi, đây nói cho mình biết là khi một người nhập vô cái thiền diệt thọ tướng định đó, rồi sau đó xuất thiền á, là xuất định ra đó, xuất ra đó thì tâm quả siêu thế sanh khởi. Thì cái tâm quả siêu thế này là phải câu hành với xả thọ, chứ không thể là câu hành với hỷ thọ được. À, đó, đó là cái vấn đề mà ta cho mình biết ha. Quý vị nắm được không? Alo. Nói chung là tất cả cái lộ tâm của nhập diệt thọ tướng định này là lúc nhập như lúc xuất là đều phải là cùng một loại thọ, là xả thọ hết. À, ha, dễ mà, đâu có gì đâu khó ha. Rồi xuống dòng. Làm chủ các tầng thiền, hai chấm. Làm chủ các tầng thiền. Làm chủ các tầng thiền, hai chấm. Tức là đây muốn nói cho mình biết là một vị mà muốn vô cái pháp này là phải làm chủ được những cái tầng thiền của mình không, hai chấm xuống dòng. Vị thánh tam quả hay tứ quả, vị thánh tam quả hay tứ quả phải làm chủ được các tầng thiền, phải vị thánh tam quả hay tứ quả phải làm chủ được các tầng thiền, phải. Là phải an trú trong thiền chỉ định, tức là phải an trú trong thiền chỉ định từ sơ thiền cho đến phi tưởng phi phi tưởng, từ sơ thiền cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền theo như ý. Là phải an trú trong thiền chỉ tịnh từ sơ thiền cho đến phi tưởng xứ thiền theo như ý. Rồi, tức là ở đây là phải làm chủ từng thiền, tức là một vị thánh tam quả tứ quả đó, là vị này phải làm chủ được, mình muốn nhập thiền xuất thiền là làm theo ý muốn mình được hết, muốn vô là vô, muốn ra là ra ha, tức là phải thuần thục trong tất cả các tầng thiền và nhập từ sơ thiền lên phi tưởng xứ một cách dễ dàng như ý muốn mình ha. Thì lúc này mới nói tới cái chuyện mà nhập vô diệt thọ tướng định được. Rồi xuống dòng về hai tâm thiền, về hai sát na tâm thiền. Được chưa? Về hai sát na tâm sanh diệt rất nhanh, phải. Tâm sanh diệt rất nhanh, phải. Để cắt đứt cảnh đang có, để cắt đứt cảnh đang có, không thể làm ngay được. Để cắt đứt cảnh đang có, không thể làm ngay được, phải. Phải có ít nhất hai sát na thì cảnh khách mới chấm dứt.
Tức là đây là cho mình biết là về hai sắc na thiền phi tưởng phi tưởng đó, tức là cái vì cái tâm mình nó sanh diệt rất là lẹ ha, cho nên muốn cắt được cái cảnh nó đang có để mà nhập vô cái thiền, nhập vô cái thiền diệt thọ tưởng định đó, là dứt dòng tâm thì không thể một sắc na được mà phải là hai. Nó phải cái đầu cái nhì nó mới cắt được cái cảnh đó, mới chấm dứt được cái cảnh mà nó hiện có cảnh cảnh khách đó, bây giờ cảnh khách đó. Rồi xin dòng ghi trong lộ nhập thiền diệt, phải trong lộ nhập thiền diệt, trong lộ nhập thiền diệt tác ý của vị thánh là, tác ý của vị thánh là, cắt đứt mọi cảnh, phải cắt đứt mọi cảnh, cho dù đó là cảnh chế định, phải hữu vi hay vô vi, phải cho dù đó là cảnh chế định hữu vi hay vô vi, phải để đạt đến trạng thái không tâm, để đạt tới trạng thái không tâm, để đạt đến trạng thái không tâm. Rồi, tức là trong cái lộ nhập thiền diệt này đó, thì với một cái vị thánh, người ta có một cái đặc ý là nó phải chấm dứt, cắt đứt tất cả mọi cảnh, dù cảnh đó là cảnh gì đi nữa, chế định hữu vi hay vô vi gì nữa, thì cái điều quan trọng của hồi vị của vị thánh mà nhập vô thiền diệt là đạt đến một cái trạng thái coi như là ngưng hẳn dòng tâm thức, cho nên phải cắt đứt dòng tâm thức, cho nên vị này phải với tác ý như vậy, cho nên mới đi đi vào cái lộ thiền diệt được, và lúc đó chỉ có hai sắc na tâm thiền là phi tưởng phi tưởng, rồi xong rồi ngưng luôn, không có tâm. Thì đó là cái lộ nhập thiền diệt của một vị thánh với cái tác ý là cắt đứt như vậy, là chấm dứt mọi cảnh, là trạng thái đạt với trạng thái không có tâm, không tâm là không có cảnh. Rồi xuống dòng lại nữa, phải lại nữa, phải phải là hai sát na phi tưởng phi phi tưởng, phải là hai sát na phi tưởng phi phi tưởng, lại nữa phải là hai sát na phi tưởng phi tưởng, để tịnh chỉ tâm hành thọ và tưởng, để tịnh chỉ tâm hành thọ và tưởng, để tịnh chỉ tâm hành thọ và tưởng, vì phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền, vì phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền là trạng thái dường như có thọ tưởng, dường như không có thọ tưởng, dường như có thọ tưởng, dường như không có thọ tưởng, vì phi phi tưởng xứ là trạng thái dường như không có thọ tưởng, dường như có, dường như không có thọ tưởng, phải rất thuận lợi trong việc tịnh chỉ tâm hành, rất thuận lợi trong việc tịnh chỉ tâm hành, phải
thuận lợi trong việc tịnh chỉ tâm hành. Phải, các sát na thiền khác, các sát na thiền khác không có tiêu chuẩn này, vì các danh pháp hiện rõ. Các sát na thiền khác không có tiêu chuẩn này vì các danh pháp hiện rõ. Được chưa? Ở đây là ý nói là về hai cái sát na phi tưởng, phi tưởng xứ. Và hai sắc năng này để mà tịnh chỉ tâm hành, tức là tịnh chỉ thọ và tưởng, hay là mình hay người ta gọi là không có tưởng cũng như không không có tưởng cũng như không có tưởng, thì tịnh chỉ tâm hành thọ và tưởng. Vì cái hai cái phi tưởng xứ thiền này đó, nó có một cái trạng thái mà người ta cho rằng nó giống như là có tưởng mà nó là không có tưởng, mà nó vi tế đến mức độ mà người có cũng như không, không như có. Và chính vì cái chỗ này đó, chính vì cái chỗ này nó mới rất là thuận lợi, rất là hợp, rất là thuận lợi cho cái việc mà để mà đạt đến cái phi tưởng hay là đạt đến cái thiền diệt thọ tưởng định, tinh chỉ được những cái tâm hành này. Còn những cái loại sắc na tâm khác, những loại thiền khác nó không có. Những loại thiền khác như là không vô biên xứ hay là vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ thì nó không làm được rồi đó, bởi vì những cái danh pháp của nó hiện bài rất là rõ rệt, nó rất rõ, nó không có như là phi tưởng. Cho nên chúng ta thấy phải dùng tới phi tưởng, thì khi mà muốn nhập như vậy thì kết luận cho biết là muốn nhập vào diệt thọ tưởng định thì bậc thánh này phải thành tựu được cái phi tưởng xứ này trước, là phải đắc thiền này trước thì mới làm việc được. Cho nên đây là cái vấn đề nó khó, là khó cái chỗ đó. Chúng ta thấy là giống như phi tưởng xứ này, giống như ta nói là chưa có một cái ông trưởng lão đi với đệ tử, đi khất thực về, cái gặp một cái vũng nước trên đường, cái vị đệ tử nói là bạch ngài có nước, thì ông này vậy hãy mang nước đem về cho ta tắm. Thì bạch ngài không có nước, thì đệ tử không có nước, thì như vậy là cái ý nghĩa này như thế nào? Thì là có nước là thấy nó vậy đó, thấy nó ướt vậy đó, nhưng mà nó không có. Cũng giống như là cái hũ đựng dầu đó, đổ hết dầu ra thì dầu nó cũng còn, nó nói là có dầu, nhưng mà lấy dầu ra để đốt đèn thì không được, thì nó có mà nó không có, nó còn dính chút như là còn chút xíu thôi. Thì như vậy là có cũng như không, không như có, thì cái phi tưởng xứ này cũng vậy, là có tưởng có tâm nhưng mà gần như là không có tâm, có nó có cũng đúng mà nó không có đúng, vậy nó đạt tới một cái trạng thái quá vì thế. Đó là chúng ta thấy. Cái đặc biệt của phi tưởng xứ này là như vậy. Thì chính vì do cái điều kiện này đó, người vị đó mới có thể là nhập vô diệt thọ tưởng, nhập vô cái trạng thái diệt thọ tưởng định, tức là chấm dứt cái dòng tâm thức luôn, bởi vì cái bản thể của phi tưởng xứ này nó gần như là không có. Rồi từ đó bước qua cái không luôn, thì nó sát bên, nó thuận lợi, nó thích hợp. Đó là cái vấn đề chúng ta thấy đặc biệt như vậy. Rồi xuống dòng ghi nhận 2 chấm. Ghi nhận 2 chấm. Lộ diệt thọ tưởng định chỉ có ở cõi ngũ uẩn đắc thiền. Ở cõi vô sắc không thể tuần tự nhập từ sơ thiền đến phi vi tưởng thiền, đạt đến định diệt. Ở cõi vô sắc không thể tuần tự nhập từ sơ thiền đến phi vi tưởng thiền, đạt đến định diệt, hay là diệt khỏi tưởng định đó, đạt đến định diệt.
ở cõi vô sắc, không thể nhập từ sơ thì tưởng phi phi tưởng thiền, đạt đến định diệt. Đạt đến gì đấy? Đạt đến định diệt chứ không phải nhập định. Đạt đạt đến, hay ghi là đạt đến diệt thọ tưởng định đi cho nó rõ. Rồi, tức là đây cho mình biết là khi mà đối với một cái lộ tâm mà diệt thọ tưởng định đó, đạt được vô cái này đó, thì phải chỉ có ở cái cõi ngũ uẩn thôi. Những người mà đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn đắc thiền ở cõi ngũ uẩn thì mới nhập được, bởi vì nó nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là thuộc về thiền sắc, là phải có sắc uẩn. Cho nên cõi vô sắc thì chỉ có danh uẩn, không có sắc uẩn, thì không thể làm được điều đó. Cho nên cái ai muốn nhập được vào cái diệt thọ tưởng định này là những vị đó phải ở cõi ngũ uẩn là đầy đủ năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức đầy đủ thì mới nhập vô từ sơ thiền đến phi tưởng phi tưởng xứ xứ rồi nhập vô diệt thọ tưởng định được. Đó là cái vấn đề như vậy không, có gì nắm được không ạ? Nắm được không? Alo, còn chút xíu nữa nè. Dòng có bốn lộ tâm diệt thọ tưởng định, hai chấm, có bốn lộ tâm diệt thọ tưởng định. Yeah. Hai bậc thánh nhân mở ngoặc tam quả. Đúng không ạ? Hai bậc thánh nhân ta tu quả nhân với hai hạng người, nhân với hai hạng người độn căn lợi căn, mở ngoặc độn căn lợi căn bằng bốn lộ. Hai bậc thánh nhân mở ngoặc tam tứ quả, đóng ngoặc, nhân với hai hạng người độn căn lợi căn bằng bốn lộ. Rồi, như vậy cái lộ tâm mà diệt thọ tưởng định này nó có bốn lộ, là hai bậc thánh nhân, tức là bậc tam quả mới nhập được, và bậc tứ quả chỉ có hai bậc thánh nhân này làm được thôi. Thì như vậy hai bậc thánh nhân này nhân với hai hạng người, tức là người có là độn căn hoặc là người lợi căn, và hai nhân hai thì chúng ta có được bốn lộ nhập diệt thọ tưởng định. Rồi, đó là và chấm dứt cái phần nhập diệt thọ tưởng định ha. Rồi giờ mình ghi cái bản kết kết cục của nó. Tổng kết lộ tâm. Tổng kết lộ tâm. Tổng kết lộ tâm. Rồi, xuống dòng. Gom thâu, hai chấm. Gồm thâu hai chấm có 455 lộ, tất cả lộ tâm đã có được là 455 lộ. Xin chào, có bốn phần lớn hai chấm, tức là bốn phần lớn, bốn phần chính, bốn phần lớn hai chấm. Dòng một lộ ngũ, một lộ lộ ngũ môn nha, lộ ngũ được, lộ ngũ là biết ra, học rồi biết ra, lộ ngũ hai chấm có 120 lộ, có 120 lộ.
có 120 lọ, xuống dòng có 5 hai chấm, có 5 hai chấm. Rồi xuống dòng cạnh dòng cảnh rất lớn hai chấm, có 15 lỗ, cảnh rất lớn hai chấm, 15 lỗ. Dòng cảnh lớn hai chấm, 20 lỗ. Cảnh nhỏ 30 lỗ. Cảnh nhỏ 30 lỗ. Cảnh rất nhỏ 35 lỗ. Cảnh rất nhỏ 35 lọ. Rồi, tử ngũ môn 20 lọ. Tử ngũ môn 20 lọ. Tử là chết à, tử ngũ môn 20 lọ. Rồi, như vậy là lộ ngũ có được 120 lộ ha. 15 mà 20 là 35, 30 là 65, 170, 100, 120 lộ đúng không? Lộ ngũ 120 lộ. Dòng số 2 lộ ý, lộ ý môn, xuống gia số 2 lộ ý môn có 61 lộ. Có 7 hai chấm, có 7 dòng gặp tờ dòng cảnh rất rõ hai chấm, 22 lộ. Cảnh rất rõ 22 lộ. Cảnh rõ 16 lộ. Cảnh rõ 16 lộ. Cảnh không rõ 2 lộ. Cảnh không rõ 2 lộ. Cảnh rất không rõ một lộ. Cảnh rất không rõ một lộ. Cảnh rất không rõ một lộ. Tử ý môn 4 lộ. Tử ý môn 4 lộ. Nhập niết bàn ý môn 4 lộ. Nhập niết bàn ý môn 4 lộ. Chim bao 12 lộ. Chim bao 12 lộ. Chim bao 12 lọ.
tập là thử phải xong đó không? 22 với 16 là 38 phải không? 42 là 40, 41, 45, 49, 59, 61, đúng rồi, 61 lỗi ha. Rồi số 3, lộ kiên cố, 2 chấm, có 164 độ. Lộ kiên cố có 164 lộ. Dòng có 7, 2 chấm. Thiền 36 lộ. Đắc thiền 36 lộ. Đắc sơ đạo 10 lộ. Đắc sơ đạo 10 lộ. Ba đạo cao, ba cực lộ. Đắc ba đạo cao, ba cực lộ. Nhập thiền, bốn cực lộ. Nhập thiền, bốn cực lộ. Hiện thân bốn lộ. Hiện thân bốn lộ. Nhập thiền quả 40 lộ. Nhập thiền quả 40 lộ. Nhập thiền diệt 4 lộ. Nhập thiền diệt 4 lộ. À, như vậy lộ kiên cố mình có được 164 lộ. Rồi số 4, lộ nhập niết bàn đặc biệt, 2 chấm, có 110 lộ. Lộ nhập niết bàn đặc biệt có 110 lộ. Có 4, 2 chấm. Có 4, 2 chấm. Niết bàn liên thiền 36 lộ. Niết bàn liên thiền 36 lộ. Niết bàn liên thông 4 lộ. Niết bàn liên thông 4 lộ. Niết bàn phản kháng chi thiền 48 lộ. Niết bàn phản kháng chi thiền 48 lộ.
Niết bàn đắc đạo tột mạng. Niết bàn đắc đạo tột mạng 22 lộ. Rồi, như vậy lộ lộ nhập niết bàn đặc biệt mình có 110 lộ ha. 36 4 48 22 là 110 lộ. Như vậy là chấm dứt cái chương trình là lộ trình tâm hôm nay. À, quý vị đã thành tựu được cái chương trình này. À, khi mà đọc lập cái sơ đồ này, đọc lại cái tổng kết này thì phải nói rằng là không thể tưởng tượng được quý vị đã đi tới cái giai đoạn này, quá tuyệt vời. À, lúc mà nhớ lại những ngày đầu lớp diệu pháp đầu tiên thì sư Chánh Định ha, sư Chánh Định định dụ dụ mở lớp ở thì nghĩ chắc lớp này mở ra học chắc cao lắm, là tới tâm sở là hô biến hô biến hết. Hồi xưa chúng tôi đi học, hồi xưa thời cô Vĩnh Phúc mà nghe nó thì mấy người nó học mới đầu 10 người, sau 8 người, 7 người, 5 người, còn con người. Bây giờ mở lớp này phải công nhận là rất là hoan hỷ. Các Phật tử, các học viên học liên tục mấy năm trời không ai bỏ cuộc không. Room này rồi room Nguyên Như Kỳ Viên rồi room Phật giáo room vi diệu pháp cơ bản rất là tuyệt vời. Mặt nói gì học đến giờ đến lộ tình tâm nhất được học sâu sắc cả, chứ không phải học sơ sơ nha, là học vô chi tiết được đầy đủ mà hiểu được cách rõ ràng, thật là tuyệt vời và rất là tán thán. Quý vị quá phải không công nhận, không ngờ là cái lớp mình có thể đi đến giờ phút này, rất là tuyệt vời. Chúng tôi cũng rất là hoan hỷ khi mà đứng lớp mà quý vị hiểu hết được, đi tới một cách học một cách hoan hỷ, ai cũng là từ cái đơn giản nhất mà đi vô cái đề sâu sắc nhất, càng ngày càng tốt, càng ngày càng đúng rồi, của ta đứng càng ngày càng đông mới hay lạ. Và đọc Bali dữ dằn chứ, ngày ngày đọc Bali dễ sợ luôn, đọc ào ào ào, mới đầu vô còn lộng cộng không là lộng cộng bây giờ cái lên đọc Bali đọc mấy cái chương dài, đọc như gió ha, đọc ngọt ngào, đọc diễn như lúc đầu hồi xưa Châu Nguyễn hay là cô Nhật Quỳnh mấy tay đọc còn chậm còn bị này kia nọ. Nhật Hạ đọc cái văn Nhật Hạ đọc dấp lên dấp xuống ha. Giờ lên đọc như là professional luôn ha. Quá dữ, rất là tuyệt vời. Hôm nay là mình đã đi tới cái điểm cuối của cái lộ trình tâm là 455 lộ mà không tưởng tượng nổi quý vị đi theo được hết, cũng quá hay, rất tuyệt vời. Rồi hôm nay là hôm nay chúng ta học tới xong cái lộ trình tâm là như mình đã khỏe ha. Đúng rồi, nhờ sư Trí Đức ủng hộ tinh thần, sư Trí Đức mở room cho học. Rồi xin mời quý vị mỗi người lên có cái đóng góp ý kiến của mình về cái buổi học. Khi mình học được cái lộ trình tâm, tới lộ trình tâm này thì trong quá trình học mình như thế nào hôm nay là mình giải trí ha, giờ chót ha, để quý vị lên mỗi người có một cái đóng góp về cái sở học của mình. Đó là hôm nay là chúng ta học cái này là hết rồi đó, lộ trình tâm là từng sau đi bài khác bài mới. Rồi xin mời tất cả quý vị hoan hỷ mỗi người lớp nha. Xin mời. Nam mô Bụt, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Như con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con xin kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, và con xin kính lễ Thầy Kinh Milanda, và như con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và kính thưa chư vị, hôm nay Nguyên Như thấy là trong lớp mình rất là đông người du học, và con rất là vui. Con được biết là hôm nay cái ngày cuối cùng của thầy dạy về cái lộ trình tâm. Thì lúc xưa khi mà tụi con nghe lộ trình tâm, mà lúc từ cái nhóm tụi con lên chùa Kỳ Viên đó, sư Thanh Tâm ra một cái tờ giấy rồi vẽ rất là nhiều cái vòng tròn, con nhớ hình như 17 hay 19 nút gì đó, rồi để những cái chữ gì mà nó rất là rối rắm, nói không có hiểu gì hết đó quý vị. Đến mà bây giờ tụi con nhìn vô, tụi con hiểu được là cái gì, tụi con biết là sát na là gì, chặn là gì, rồi đến cái bộ tâm là gì, đến cái cõi, đến cái cảnh giới, đến cái đủ thứ hết trơn. Thầy giảng từng cái và rất là hoan hỷ. Và sau khi mà tụi con học xong á, thì có nhiều vị á, thì lại kéo như lại đó quý vị. Mấy vị đó hỏi là tôi học nhiều quá rồi, cô học làm cái gì vậy đây, nó có dính gì đến cái chuyện bình thường của mình hay không, mà thấy giống như là mấy cô cứ ngồi học ở trời như vậy. Thì lúc đó con nghe cũng có nhiều người nói với những cái học viên như dự pháp là như vậy đó quý vị. Thì lúc đó con cứ ngồi con suy nghĩ là mình phải nói làm sao cho người ta hiểu là những cái mà thầy kinh dạy đó, nó không có phải là trên trời, mà nó là những cái ở trong cái đời sống của mình, trong cái tâm tư tình cảm của mình đây. Thì con xin mạn phép kể cho chư vị trong đạo tràng nghe một cái thí dụ nhỏ nhỏ mà con giới thiệu. Con nói với một người bạn của con là cái chị đó không có chịu học nhiều pháp mà cứ đi theo chỉ chọc miết. Thì con mới nói là khi mà chị vào cái shopping mall đó, chị có thấy là chị có thích cái shopping nhất đó là nó trang hoàng rất là đẹp. Rồi mỗi lần mà cái buổi lễ hay là ngày lễ, ngày Tết, ngày New Year, Christmas, nó cắm đèn này kia đó, chị có thấy không? Rồi nó chớp chớp này kia, chị thấy rất là hoan hỷ đúng không? Thì cái đó đó chính là cái sắc cảnh sắc đó, nó làm cho những cái người ta design, người ta làm cho cái shopping mall nó đẹp tuyệt đẹp lên. Để làm gì? Để cho cái con mắt mình nó bắt lên cái cảnh của cái mall đó, thì trong cái nội tâm mình sẽ phát sinh cái sự hoan hỷ, rồi mình thích đi đến cái chỗ đó. Nó chính là cái sắc cảnh sắc. Rồi làm nữa, quý vị đi vô, bước vô trong cái mall thì quý vị sẽ thấy là sao, những cái chỗ mà nó bán bánh nè, có những chỗ bán cà phê nó thơm thiệt là thơm luôn. Tự nhiên mình vô mình hoan hỷ, trời ơi, hít vô một cái mùi xong mình nó thơm quá là sao. Cái đó chính là cái cảnh khí, nó làm cho quý vị cũng là sôi sục lên. Thành ra đến lúc đó là cũng là quý vị thấy sao, cái lộ trình tâm nó cũng là nó diễn biến trong cái tâm mình rồi, phải không? Rồi đến quý vị uống một ly cà phê vô, thử quý vị nếm nó ngon làm sao. Ở trong cái mo đó nó có những cái memory, nó có những cái làm cho mình thích về những cái mo đó. Rồi đến sau nữa, nó để nguyên một cái dàn ghế rồi mà xa này kia, nó làm cho mình rất là thích. Mình trả có 25 xu thôi mà mình ngồi có thể có chỗ là 50 xu thôi, ngồi được 20 phút xong mà nó thoải mái quá. Nó làm cho mình có cái cảm xúc của cái thân thể, nó bám vô cái ghế đó, nó làm cho mình hoan hỷ tới đủ thứ. Thì quý vị nghĩ như sao? Những cái người mà người ta ở ngoài người ta không có biết gì hết thì người ta nghĩ, trời ơi, mình đi vô mua món thôi, tại sao mà mấy cái mall này nó làm chi mà phí tiền phí của quá, nó làm đủ thứ chuyện, trong khi mình vô mình mua có một hai thứ. Nhưng mà nếu mà quý vị quan sát thử, nếu mà mình học qua cái lộ trình tâm đó, thì người ta đó là người ta đặt những cái chuyện mà về sắc thinh khí vị xúc, người ta bao hết tất cả những cái người mà đó đã để đi tới mà mua những cái món hàng đó. Thì quý vị thấy sao? Lần sau mà hỏi, ví dụ như chủ như là có cái Tyson Corner Mall đi, ai mà lợi đó cũng thích cái mall đó hết. Từ sau những cái đó nó tăng cái kính kích thích của cái tâm của mình, cái lộ trình tâm mình hoạt động. Nhưng như nó một cách thô thiển là nếu mà sắc cảnh sắc thì mình bị bám về cái sắc, về cái thinh, về cái khí, về cái vị, về cái xúc. Khi mà ngồi xuống á, mà học lại cái lộ trình tâm mà thầy giảng kỹ như vậy á, mới thấy trời ơi, mình bị gạt từ trên xuống dưới luôn. Khi mà tại sao mà mình đi một cái mo như vậy mà mình không có biết tại sao mình thích cái đó, tự gì trong một cái vô tình
nó làm giống như tất cả là rất là natural, rất một cách tự nhiên như vậy, mà nó đã lôi cuốn, nó quyến rũ mình. Và cái mò đó thì quý vị đi càng lâu quý vị càng thích, càng thỏa thích mà càng quan hỷ thì quý vị càng chi tiền ra nhiều. Thì cái đó là một cái technique của những cái người mà họ làm ăn business, không quý vị? Thì khi mà cũng như vậy, khi mà mình học cái lộ trình tâm này, khi mà mình biết như vậy đó, thì khi mà mình gặp những cái chuyện mà không vừa lòng vừa ý, mình biết là cái cảnh sắc đó đó, gặp cái người đó mình không thích, mình nổi giận lên, mình biết cái cảnh sắc đó, cái cảnh đó nó làm cho mình không thích, thì mình làm sao? Là một cái phần nữa là thầy dạy trong cái Trung Bộ Kinh là nhất thiết lậu hoặc, là mình phải nên tránh những cái đó, những tránh những cái gì mà làm cho mình, cái tâm mình có thể trở nên nông nổi. Thì con thấy khi mà mình học những cái gì diệu pháp, những cái lộ trình tâm này của thầy, nó ứng dụng trực tiếp vào cái đời sống của mình, từ từng cái suy nghĩ, từng cái tâm tư, từng cái tình cảm, từng cái chút 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 chút. Nếu mà quý vị nhìn theo cái khía cạnh mà practical, một cái rất là thực tiễn á, thì quý vị thấy quý vị xài được rất là nhiều từng cái lời dạy của thầy, chứ không có phải là nó không có liên quan gì đến đời sống của mình. Tự nhiên nhiều khi mình nghĩ không có kỹ lắm, thành ra mình thấy như vậy thôi. Thành ra khi mà con học á, thì con thấy con rất là hoan hỷ, và con thấy nó thiết thực, nó giúp cho cái cuộc sống, nó giúp được cho cái tâm tư tình cảm của con rất là nhiều. Và con cũng xin thưa với thầy là con rất là thích cái bài về lộ trình tâm này. Và mấy hôm nay, mấy tháng nay là con cũng ngồi con vẽ ra. Con cũng sẽ có phát tâm là con sẽ vẽ lại hết những cái hình này. Con vẽ từng cái một, con sẽ lên sơ đồ con vẽ từng cái một. Con rất là thích cái này. Dạ, để cho tất cả các vị hoặc là các bạn sau này cùng chia sẻ với những cái mà trong lớp thầy dạy và những cái mà con và Châu Nguyễn học được. Thì Châu Nguyễn cũng đang vẽ và con cũng đang vẽ, mỗi đứa vẽ mỗi kiểu. Dạ, thành ra con rất là thích. Dạ, cái đó là cái phần mà con hiểu. Và cái phần thứ nhì là con xin kính tri ân. Thứ nhất là Ngài Trí Đức, Ngài đã có tâm từ bi như là một cái bóng mát, đã đồng ý cho thầy Kinh bước vào trong cái lớp Phật giáo Nam truyền để mà khơi mở lần đầu tiên là cái phong trào mà học vi diệu pháp. Tự vì trước đó thì các học viên học rất là một cách là tự vì ai cũng nghĩ nó là rất là khó, không ai học được. Và khi nào mà một cái người nào mà học đó, giống như cái vị đó là từ chư thiên, từ cái cõi nào rất là xa xôi vậy đó, mà không có một người nào dám học hết. Thành ra khi mà thầy bước vào thầy giảng cái lớp đầu tiên thì mọi người giống như là một cái những cái vị mà tiên phong đi đầu để mà học. Thì sau này con thấy từ tháng này tháng sau, năm này năm sau, thì bây giờ cái phong trào vi diệu pháp nó đã bùng nổ tất cả mọi nơi luôn. Thành ra nhiều chư tăng khác, nhiều chùa, nhiều viện đã tiếp tục theo cái gót chân, theo cái bước chân đó, mà tất cả là bây giờ rất rất là nhiều cái lớp vi diệu pháp. Và trong cái tâm của mọi người đó, cái môn vi diệu pháp không có phải là cái môn của cõi chư thiên nữa, không có phải là những người phải phước lớn rồi phải ba la mật đủ thứ để mà học, mà miễn là có một cái gọi là khanh thí, một cái sự kiên nhẫn và một cái sự mà có mức cầu đạo tối thiểu của một người Phật tử truyền, thì cái vị đó có thể học được. Và những cái bài chép rất là kỹ của Châu Nguyễn, và những cái sự ủng hộ của Thi Lâm, rồi có những cái vị giống như là xếp xuống bài và truyền bài cho nhau rất là cẩn thận từng bài của thầy Kinh, mà làm cho một cái môn học rất là khó như thế này, mà làm cho chúng con có thể hiểu được, có thể chia sẻ được, và có một cái môi trường để tụi con thực tập, và có những cái người bạn đạo để tụi con có thể chia sẻ, có thể hỏi. Thành ra cái đó là con nghĩ là tụi con phước rất là lớn, mà thầy cũng rất là giống như là thầy rất là thương tụi con. Thầy giảng bài mà thấy đứa nào không hiểu là thầy lôi ra thầy hỏi cho được, rồi xong rồi leo xuống là hỏi là nguyên như người này hiểu cái này không, người kia hiểu cái kia không. Thầy rất là tận tâm, thầy rất là kỹ, và thầy rất là thương tụi con. Thành ra phải nói là không có thể chê được cái chỗ nào hết. Con nghĩ là chắc tụi con sống ngay dặm cái thời có phước nhiều lắm hay sao. Dạ, cái đó là, và tụi con cũng là rất là kính tri ân sư Trí Đức và các chư tăng ni ở trong lớp đạo tràng đã ủng hộ cho tụi con học, tạo ra một cái môi trường rất là tốt cho tụi con học. Và tụi con tri ân, rất là tri ân cô Nhật Quỳnh,
cô đã lớn tuổi mà cô cực khổ, cô gõ từng chữ, cô bố sinh từng cái bài, mà lúc đó mà nhiều khi mắt cô mờ lắm rồi, con thấy tội nghiệp lắm, cô mệt dữ lắm không có gì, mà cô ráng cô post bài cho từng người đọc từng hàng như vậy á. Thành ra con nói tất cả mọi người đều là có những cái sự cống hiến rất là cao trong một cái sự học diệu pháp, thì rất là nhiều người cùng nhau, mà gọi là mỗi một người thì theo cái sức của mình đều có những cái đóng góp rất là cao, rất là lớn ở trong cái việc này. Và lớn nhất là Sư Ký Đức, rồi đến Thầy Kinh, rồi đến tất cả toàn thể chư vị. Và một lần nữa con xin tri ân tất cả mọi người. Cái đó là một cái gọi là một cái chữ duyên, và một cái sự con nghĩ là rất là phước to đức dày mà những cái học viên của chúng con đã có được. Và còn tụi con sẽ ráng, tụi con theo theo đến chừng nào mà không nổi nữa thì thôi, nhưng mà ráng. Và con con xin một lần nữa con xin tri ân tất cả mọi người, và con xin nguyện là con ráng dùng hết cái sự hiểu biết và cái sự gọi là học hiểu của con để làm được cái gì thì làm, để phụ với thầy, phụ với châu, để mà có thể chép ra được những cái nốt, có thể truyền bá được những cái gì mà con có thể họ lãnh hội được, để cho những cái bạn học mới và những cái thế hệ sau có thể nhìn vào đó một cách hiểu một cách dễ dàng hơn. Và cái đó là tâm nguyện của Nguyên Như. Và Nguyên Như xin kính mời đạo tràng, và Nguyên Như xin kính mời các vị kế tiếp có thể cầm mic để nói những lời tri ân với thầy và với đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa cô Nhật Quỳnh, dạ chắc là con bị Sư Chí Đức la nữa, mỗi lần nói xong là quăng cái bít chạy mất tiêu không có giao cho ai. Dạ con xin sám hối. Dạ con xin kính mời cô Nhật Quỳnh, cô có thể nói những cái ý kiến của cô được không cô? Dạ. Như con xin kính mời cô. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn Nguyên Như. Nguyên Như, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Trì Đức, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà quý cô tu nữ. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào tràng. Dạ, Nhật Quỳnh thấy rung em ru thì Nhật Quỳnh hỏi thôi. Giờ Nguyên Như mời Nhật Quỳnh lên thì Nhật Quỳnh cầm mít nhân vật, mình đâu có biết nói gì đâu Nguyên Như. Tại vì Nhật Quỳnh chỉ có lặng là giỏi thôi à. À không có vì nào cầm mít thì Nhật Quỳnh trồi lên thôi. Nên Nhật Quỳnh không có biết gì hết á. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ cảm ơn Thiệu Vũ, cảm ơn chị Mít Ta, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Tina. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ nãy giờ quý vị nghe thầy giảng, Nhật Quỳnh chỉ xa thú kính ghi ân thầy rồi, xong Nhật Quỳnh chạy mất tiêu rồi. Nên Nhật Quỳnh không biết quý vị đang chia sẻ cái điều gì.
Dạ, thật sự là chùa Pháp Vân mấy hôm nay rất là bận. Nên Như Quỳnh chạy ra chạy vào, chạy ra chạy vào, cái Như Quỳnh không có ngồi một chỗ được. Nên kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị nha, chị Metta. Dạ, mời Tina, dạ, mời Thiện Vũ, và kính mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá và ngài Trí Đức nói rùm này là rùm để nói mà Nhật Quỳnh xuống mít rồi chẳng thấy vị nào đưa bàn tay lên. Dạ bây giờ đạo tràng có nghe được không? Dạ cảm ơn chị Metta. Dạ Nhật Quỳnh đón đón nha. Dạ Nhật Quỳnh đón đón thôi. Dạ, giống như lúc nãy Nhật Quỳnh nghe thầy kinh nói là giống như kết thúc cái buổi lộ trình tâm thì Nhật Quỳnh đón thôi. Dạ thì Nhật Quỳnh nói, nhưng mà kính mong đạo tràng hãy đưa bàn tay của mình lên giùm, tại vì theo đồng hồ Nhật Quỳnh còn 17 phút. Nhớ cao Quỳnh Giang Nhật Hà, trong lớp này có Quỳnh Giang Nhật Hà là nam, nên mạnh dạn lên một chút đi. Quỳnh Giang Nhật Hà xích nhiệm tư hôm mai, và mời tất cả đạo tràng. Và trước nhất thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân. Dạ thấy bàn tay chị rồi, thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã giữ cái rung Phật giáo Nam Truyền hơn 10 năm nay. Và cách đây mấy năm thì ngài đã gặp mà sư gì quên rồi, sư gì sư Di Minh đây ở chùa Tam Bảo, tự nhiên quên mất tiêu tên rồi. Dạ thì và gặp thầy kinh ở chùa Đạo Quang, nên là ngài đã mời sư và huynh vào đạo tràng này để học di diệu pháp. Nhưng mà sư thì bán cái. Dạ 10 năm rồi hả? Mình học nay 10 năm rồi hả thầy kinh? Dạ giờ không nhớ đâu. Dạ thật sự là không nhớ. Thì sư gì? Dạ dạ rơm 10 năm rồi. Dạ hơn 10 năm rồi. Vừa rồi ăn sinh nhật 11 tuổi rồi đó thì phải. Dạ thì sư gì? Dạ thầy ơi, thầy nhắc lại sư gì quên mất tiêu rồi. Dạ lâu quá không sư sư gì nhớ là đúng rồi. Dạ cảm ơn cháu Nguyễn, cảm ơn thầy kinh. Dạ sư Chánh Định. Dạ, thầy ở Việt Nam thì Nhật Quỳnh thường hay ra chùa sư lắm, và có nhiều kỷ niệm ở cái chùa của sư trụ trì. Nhưng mà khi đi qua Mỹ rồi, chỉ một lần đầu đi về thì có tới chùa, đến nay thì về không đủ nhân duyên. Dạ, tại vì mùa dân y thì chùa sư là dân y trước, Nhật Quỳnh về thì không còn kịp nữa, nên là không có ra gặp sư. Dạ, rất là hoan hỷ với sư Chánh Định. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin trở lại cái ý của con là con trước nhất con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức rất là nhiều. Giữ rung hơn 10 năm nay, bao nhiêu gian nan, bao nhiêu cực khổ, rất là cực khổ luôn, thức khuya dậy sớm, rồi còn bị thế này thế khác nữa, tưởng đâu là rung đã dẹp rồi. Nhưng mà lúc đó có sư Quán Không, sư đã đứng lên phụ, sư nói thôi sư phụ già rồi, sư phụ đứng một mình, con sẽ ở lại con phụ khiêng tảng đá cùng với sư phụ. Từ câu nói đó đó mà con thật sự lúc đó con rất là dốt, dốt lắm luôn. Dạ, phải không biết gõ chữ, không biết cái gì hết, không biết cái gì hết, hoàn toàn không thể biết. Nhưng mà con thấy do ngài dạy Bali, con đọc được những văn bản giá Bali, nên con cố gắng qua rôm Quan Thá Thăm Má cũng như rôm Pháp Cú Kinh chuyên đề để con học những vị NC làm việc nọ việc kia để con về con phụ với ngài.
để giữ được cái rung đến ngày nay. Và cách đây mấy năm thì lại được ngài thỉnh sư Chánh Định và thầy Kinh về cái room này để dạy y dược pháp. Nhờ vậy mà coi như đạo tràng chúng con có những vị rất là lớn tuổi, và có những vị trẻ tuổi mới vào room cũng đều học được hết, học được Pali và học được y dược pháp. Con thì chỉ có một cái là điền khuyết thôi, dạ. Tắm chỗ nào thì con điền khuyết chỗ đó thôi, còn cái đầu con thì tàu hũ rất là nhiều, nên là con chỉ coi như là cần cù chăm chỉ để bù lại cái dốc của mình. Thì chỉ có một điều là con thành kính tri ân ngài, cũng như thành kính tri ân sư Chánh Định và thầy Kinh đã giúp cho đạo tràng được mở mang trí tuệ học giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và Nhục Quỳnh cũng cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu cũng như quý cô tu nữ và quý sư đã vào đạo tràng để con có được cái phước phục vụ. Đây là một cái điều con rất tri ơn. Nếu không có quý ngài và quý vị thì con không thể nào làm được những cái chuyện như vậy, phục vụ Tam Bảo. Con thành kính tri ơn đã cho con có dịp phụng sự Tam Bảo để con kiếm chút chứng mà ra đi. Nên là con thành kính tri ơn quý ngài, thầy Kinh và tất cả quý vị anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng. Và bây giờ kính mời chị Meta. Nam mô Bích Hai Giá. Dạ, chị Meta có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cái máy chị Meta hôm nay có vấn đề rồi. Dạ, chị có thể đi ra ngoài rồi chị trở lại được chị. Dạ, Nhật Quỳnh trả mic rồi. Dạ, cảm ơn Hồng Mai. Giống như hồi nãy Nhật Quỳnh post bài cho chị là Nhật Quỳnh phải post hai lần chị mới thấy được bài. Nên Nhật Quỳnh nghĩ chị chắc phải chạy ra rồi vào trở lại và chị, thưa chị. Dạ. Dạ, kính mời Kim Nhung. À, có chị đưa tay lại rồi, kính mời chị nha. Dạ, chị Meta đã rời rung rồi. Dạ, Nhục Quỳnh kính mời Kim Nhung, Hồng Mai. Dạ, kính mời đạo tràng có thể đưa bàn tay của mình lên. Nhục Quỳnh xin nhận quyết xích niệm từ Quỳnh Văn Nhật Hà. Dạ, còn có 10 phút nữa thôi quý vị. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, kính chào thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Thấy chị Nhật Quỳnh mời nhé. Dạ, con thấy là chị Nhật Quỳnh với lại Nguyên Như nói hay quá. Cái phần cảm ơn, tri ân quý sư, quý cô, rồi quý viện thầy cùng các đạo tràng, cùng quý đạo tràng, thì con thấy chị Nhật Quỳnh với Nguyên Như nói
con cũng mượn lời của Nguyên Như và của chị Nhật Huỳnh, con cũng như vậy ạ. Con xin mượn lời như vậy. Còn con đến với cái Zoom trên trời này thì con cũng phải cảm ơn cái duyên Covid để con đến được với Zoom trên trời này. Về phần vừa qua thì thầy cũng đã dạy về lộ trình tâm, thì con cũng học được về lộ trình tâm nói chung, nhưng mà con cũng thấy rằng là mình học thì mình học theo cái chí văn và những cái điều mà thầy dạy thì tụi con tiếp thu cũng chỉ một phần thôi, còn về sâu sắc thì tụi con cũng chưa có nắm được. Thì tụi con cũng thấy rằng là cái tâm của chúng sanh nói chung và của con người nói riêng rất là phức tạp và rất là phong phú. Thì qua cái phần mà học được về lộ trình tâm thì cũng như Nguyên Như thì con cũng được, con hiểu về chính mình nhiều hơn, hiểu trên bề mặt nổi là con cũng hiểu được cái tâm mình nó diễn biến trên bề mặt nổi nó là như vậy, hiểu được phần nào về chính mình. Còn về chi tiết thì con cũng chưa có hiểu rõ. Con cũng hiểu được qua tâm thì tâm thì gồm có hai là lộ ngũ và lộ ý. Cũng như thầy mới tổng kết thì lộ ngũ thì xuyên qua năm căn năm cảnh tùy theo cường độ rất lớn rồi lớn rồi nhỏ rồi rất nhỏ. Còn lộ ý thì có hai loại là lộ ý đơn thuần và lộ ý tiếp với lộ ngũ, thì gồm có lộ ý thông thường, lộ ý đặc biệt thì cũng theo cường độ. Rồi nói về cũng mình cũng hiểu được về lộ ý thông thường thì mình cũng nắm trên cái bề mặt nổi thôi, mình cũng hiểu được những cái tâm diễn biến trong đời sống bình nhật của mình như vậy. Còn về nói về sâu sắc với nói về lộ ý đặc biệt thì tụi con chỉ học để hiểu về chính văn thôi chứ cũng không có thấu triệt được, và vì mình cũng không biết mình là người nhị nhân hay là người tam nhân, thành ra tụi con học rồi rớt, rồi lại học rồi lộn lên rồi lại rớt rồi lại lộn. Thì con cũng biết là con cũng hiểu được là lộ tâm là một dòng chảy của một kiếp sống, chỉ là sáu căn sáu cảnh sáu thức nhưng rất rất là phức tạp. Và thầy cũng đã tổng kết lộ tâm thì gồm 455 lộ. Nói theo kinh thì một khảy móng tay thì được tỉ tỉ sát na, như vậy thì có rất là nhiều lộ tâm sinh diệt ở trong một cái khảy móng tay đó, mà chỉ có bậc chánh đẳng giác mới hiểu được và thánh thanh văn mới hiểu rõ. Còn tụi con thì chỉ hiểu khi mà nó đã xảy ra rồi và nó đi một loạt những cái lộ tiếp theo thì tụi con mới hiểu được cái quá trình đó. Thực ra tụi con cũng thấy mình cũng cần phải cố gắng học hành nhiều hơn. Thì đó là về lộ tâm, là nói về phần danh thì chúng thấy được các chúng sanh là sự phối hợp của danh và sắc, thì chứ không có một cái chúng sanh nào có một cái bản ngã, không có bản ngã, không có một cái chúng sanh nào là thường hằng hết, mà chỉ do duyên có sự phối hợp. Thì qua cái sự học thì tụi con cũng hiểu được như vậy, và tụi con cũng thấy được là cái pháp Phật thật là cao siêu, thậm thâm vi diệu, mà mình không thể học hết đời này. Mình giống như một cái hạt cát trên sa mạc, mình học rồi mình rớt rồi mình lại học, thành ra là mình phải học nhiều hơn nữa và nhiều đời nhiều kiếp hơn nữa. Và lời cuối cùng cũng một lần nữa xin kính tri ân quý sư, nhất là sư Trí Đức đã duy trì room, rồi kính tri ân thầy Kinh đã giảng dạy cho chúng con hiểu về chính mình hơn. Rồi kính cảm ơn cảm ơn Trung Nguyễn rất nhiều vì đã làm thư ký để cho mọi người nắm bắt bài không có bị rơi rớt. Rồi cảm ơn các bạn đạo đã cùng nhau duy trì lớp học cho đến ngày hôm nay. Lớp học ngày càng đông và những gương mặt cũ thì ngày nào cũng vô. Như vậy rất là hoan hỷ khi vô mở room lên. Thứ nhất mà thấy có sư Trí Đức là mình cảm thấy yên tâm, là có vị trụ cột là mình là thấy rất là hoan hỷ. Rồi đến giờ của vị sư nào, ví dụ như sư Pháp Thanh, mà thấy sư Pháp Thanh thì mình cũng thấy là yên tâm, là sư đã vô dạy cho mình. Rồi đến giờ của thầy, thầy cũng vô là mình cũng thấy là rất là vui. Rồi thấy những gương mặt bạn bè và các bạn đạo đều có mặt, rất là hoan hỷ. Dạ,
Xin cảm ơn tất cả. Dạ, lời cuối cùng là như vậy. Xin cảm ơn. Dạ, con kính tri ân thầy rất nhiều. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Xin xuống mấy cả. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sàng Khà Dạ. Dạ, cái máy của con hôm nay nó lồi thôi quá, thành ra chạy vô chạy ra. Rồi nãy giờ cũng không có nghe được những lời lúc đầu mà cô Kim Dung đã nói. Thì thôi bây giờ cũng gần hết giờ rồi, con chắc là người cuối cùng. Thôi trước hết thì con cũng chỉ là nói lời tri ân quý sư, quý thầy. Chứ bây giờ cũng gần hết giờ rồi. Dạ, trước hết thì con rất là hoan hỷ cuối đời của con. Ở cái tuổi mà 70 mấy rồi mà con được có cái duyên là đến với Phật giáo Nam truyền. Lúc đầu thì hôm nay xin quý vị cho mấy ta cũng hơi dài dòng chút, cũng hết giờ. Dạ, con đến với Phật giáo Nam truyền đó, từ cái nick của con là Metta, mà con cũng không hiểu Metta là gì nữa. Và con của con thì nó mới set up cho vô room. Rồi con mới hỏi Metta là gì vậy? À, nó nói là tâm tự đó má. Rồi thì con mới hiểu, con không biết gì về Bali hết. Rồi nó vô con, rồi con cũng không cầm mic được. Lúc đầu cũng lâu lắm, 1-2 tháng đầu á, nhảy ra nhảy vô, rồi con cũng không có lên room được luôn, vô room được, cũng không vô được. Rồi sau đó thì nó mới đến để nó hướng dẫn con kỹ lưỡng, rồi con mới vô được. Vô được rồi cầm mic không được, thì cuối cùng là con mới nhờ cô Nguyên Trang hướng dẫn, rồi con mới cầm được. Rồi con mới học Bali qua những câu pháp cú mà sư Trí Đức đã giảng. Thì ở đây là con nhớ lại thì con rất là hoan hỷ, con kính cảm ơn ngài Trí Đức rất là nhiều đã hướng dẫn cho chúng con học kinh pháp cú. Rồi có lúc thì sư có dạy về bài dạy về 38 pháp hạnh phúc nữa, rồi có dạy nhiều thứ lắm, mi tiên vấn đáp gì con nhớ là có nữa. Thì nói chung là nhờ sư Trí Đức mà chúng con ngày nay mới đọc Bali được coi như là tương đối suôn sẻ. Nhìn vào bản kinh Bali là chúng con đọc được, chỉ thật chút ít thôi. Thì cái điều đó con rất là tri ân ngài. Rồi kế đến là con tri ân thầy Kinh đã dạy cho chúng con về Di Diệu Pháp gần 3 năm rồi thầy. Con nhớ rõ là thầy dạy vào tháng 8 năm 2018, mà hôm nay thì đã hết tháng 5 rồi, thì coi như là gần 3 năm rồi. Đầu tiên khi mà vào học Di Diệu Pháp thì con cũng có nghe nhiều người nói lại, và chính đứa con gái con nó cũng nói là cái môn này khó lắm đó má. Đầu con học con cũng không có hiểu nữa, nhưng mà nhờ là kiên trì mài mò thì bây giờ con đã học được. Thì đâu má vô má học coi sao, chứ con này cũng khó lắm đó, là nó đã nhát con rồi. Nhưng mà con nói không sao, để mình học coi, rồi mình từ từ mình mới biết chứ. Chứ khó khó cứ học thì từ từ rồi sẽ hiểu thôi. Thì con mới cố gắng, con quyết tâm, con nói là người ta học được thì mình phải được, người ta hiểu nhiều, còn mình trí tuệ mình không có thì mình hiểu ít ít, rồi mình cố gắng từ từ mình theo rồi mình sẽ được, không sao cứ lo học. Thì con quyết tâm, và khi thầy dạy thì con thấy là cũng được. Đầu tiên vô thì con cũng hiểu, rồi con nói thôi không sao, từ từ mình học rồi mình sẽ theo được. Thì hôm nay con thật tình mà nói là con kính cảm ơn thầy rất là nhiều. Thầy đã tận tình giảng dạy cho tụi con. Thì trong đời này, ngay giờ phút này thì con có được một cái an lạc lắm. Là con đã hiểu được, trước kia con hay than trời tách đất lắm. Con nói là tại sao khổ quá, mình mới có mấy tuổi mà mất mẹ rồi, khổ quá, không có được cái tình thương.
của mẹ, rồi gia đình lại nghèo, rồi ở vùng chiến tranh nữa quý vị. Ở vùng chiến tranh ác liệt lắm, là nhiều lần là suýt chết. Thành ra con cứ than trời trách đất hoài, con nói sao mà người ta sung sướng quá, bạn bè mình đi học sung sướng, còn mình là đủ thứ khổ. Nhưng mà bây giờ con học Di Diệu Pháp rồi thì con đã học được những cái tâm mà thiện, bất thiện, rồi vô nhân rồi này kia. Cho nên con bây giờ con rất là hoan hỷ. Khi nào gặp cái gì mà không có được vừa lòng, không có được toại ý thì con nói thôi, trước đây thì cũng gieo, rồi bây giờ thì phải nhận thôi. Có gì đâu mà than, cho nên con không có than nữa, mà con chấp nhận. Đó là cái nghiệp quả của con, cái quả vô nhân, quả bất thiện. Rồi khi nào mà con gặp được những cái gì vui, những cái gì thỏa thích thì con nói đó chắc cũng có bất thiện, mà bây giờ cũng có thiện. Và con hiểu rõ điều đó cho nên con rất là an vui. Con không có coi như là con không có lo lắng gì hết. Hãy gặp là con chấp nhận thôi, tốt cũng được mà không tốt cũng được, rồi con chấp nhận. Dạ, thì qua thời gian gần 3 năm thầy dạy thì bây giờ con nhìn vô cái bản niêu, con hiểu và con nhớ được. Con nhớ được rất là nhiều. Rồi về học qua tới lộ trình tâm thì con cũng hiểu. Con cũng hiểu cái lộ trình, mà cái tâm của mình nó diễn tiến như thế nào. Thì con cũng hiểu. Thì con cũng xin tóm tắt ở đây. Nhưng mà cái phần sâu sắc đó thì con không có hiểu được nhiều. Nhưng mà nói chung là con hiểu là được rồi. Cho nên con quyết tâm mỗi lần mà vô room mà học về Ngài Trí Đức dạy hay là của thầy đó, thì con nghĩ là con cứ xung phong. Con lên đọc trước, dầu đọc đúng, đọc sai gì, con đọc trước. Cho nên là cũng như là ngày nào con cũng cố gắng con đọc trước, con nghĩ từ từ, rồi thì cũng như là cô Nhật Quỳnh nói là từ từ thì cháu nó cũng như, cho nên là con cố gắng. Và cái tâm mà cầu đạo hay là tinh tấn đó, con nói thật là con rất là cố gắng hết mình, nhưng mà vì cái tuổi lớn rồi và cái trí tuệ của con nó có hạn, cho nên con chỉ hiểu được như thế đó thôi. Con chưa có hiểu được nhiều. Nhưng mà thôi thì bây giờ cũng hết giờ rồi con. Một lần nữa là trước hết con kính cảm ơn Ngài Trí Đức cũng như quý sư đã vào đây dạy ở room Phật giáo Nam Truyền. Rồi con có được cái duyên là con học được Di Diệu Pháp tới ngày hôm nay. Và con quyết tâm là con theo học. Đến khi nào mà thầy không dạy nữa thì thôi. Hiểu nhiều, hiểu ít thì con cũng cố gắng. Và khi nào con còn sống, con còn học được là con học. Là con học cho tới cùng. Học tới khi nào mà thầy không dạy nữa là thôi. Dạ. Rồi con cũng kính cảm ơn thầy rất là nhiều. Đã giảng dạy mà ngày hôm nay con có được cái trí tuệ như thế này. Rồi sau hết là con cảm ơn cô Nhật Quỳnh cũng đã động viên, rồi sách tấn con nhiều lắm, rồi cũng đã từng bốt bài rồi này kia nhờ vậy mà. Rồi con cũng cảm ơn cô Châu Nguyễn, rồi cũng bốt bài, rồi đôi thì bài con ghi không kịp, rồi con cũng nhờ Châu Nguyễn chuyển giùm. Dạ, thì con và sau hết thì con cũng cảm ơn tất cả quý vị ở trong đạo tràng đã cùng đồng hành học với con. Dạ, dạ con một lần nữa thì con kính cảm ơn Ngài Trí Đức cùng quý sư, rồi con kính cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ, rồi cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Châu Nguyễn và cảm ơn tất cả quý vị đã chúng ta cùng nhau cố gắng học ở trong cái room này. Dạ. Thôi con xin trả mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn những lời chia sẻ của chị Mạch Ta. Rất là chân tình, và Nhật Quỳnh luôn
Nhìn chị là tấm gương, tại vì chị lớn hơn Nhật Quỳnh mà. Mà lúc nào chị cũng tinh tấn hết á, thành ra Nhật Quỳnh cũng phải ráng, phải ráng bỏ theo chị đó. Dạ, nhưng mà rất là hoan hỷ khi chị lớn tuổi rồi, nhưng mà chị tinh tấn học mà thuộc rất là nhiều bài. Phải nói là dạ cảm ơn cho Nguyễn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và Nhật Quỳnh thật sự mà nói là Nhật Quỳnh thấy vị nào, những vị mà mới vào sau, trẻ 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 nhỏ nhỏ nè, trời ơi người nào cũng giỏi, quá trình giỏi luôn. Dạ, nhờ cái giỏi của quý vị mà đạo tràng Phật giáo Nam truyền rất là sinh động. Dạ, rất là sinh động, nên là rất là cảm ơn. Và phải nói là không biết nói gì để mà tri ân vi sư, thầy kinh và tất cả đạo tràng. Dạ, cái này là lòng chân thành của Nhật Quỳnh. Dạ, có sao nói vậy ha? Do cái lời chân thật của con nguyện cho cái rung Phật giáo Nam truyền này được bền vững lâu dài. Dạ, bây giờ thì vị nào còn ý kiến sơ bàn tay lên. Huynh Giang Nhật Hà ơi, mình không có được ngồi im ru vậy nghe chưa? Bữa nay nãy thầy kinh nói là bữa nay là được như giờ kìa, mời Huynh Giang Nhật Hà nha, không có trốn nữa nha. Mình dục bích luôn. Ô, sa thú cho Nguyễn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, một lần nữa con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Con kính chào Thầy Kinh, và con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ thưa, hồi nãy giờ con nghe chị Nguyên Như, cô Nhật Huỳnh, rồi cô Nhung, rồi cô Meta, mọi người lên chia sẻ, con rất là hoan hỷ. Thiệt sự là con không có biết, con nói trước trước mọi người á, là con rất là dở để mà đứng lên trình bày một cái vấn đề. Nhưng mà tại vì cũng đã lố giờ, với lại con sắp tới giờ đi làm, nên con xin chia sẻ một chút ạ. Dạ thì tính đến nay thì từ năm 2018 là con được biết đến RUM, rồi con được vào học Bali với lại Sư Trí Đức, được sư tận tình chỉ dạy cái cách phát âm, đọc phân biệt thế nào là trường âm, đoạn âm rồi này kia, để con có thể đọc được những cái câu pháp cú. Rồi sau đó là con được học vi diệu pháp từ lớp của thầy ở trong RUM Phật giáo Nam truyền này. Thì lúc con vào thì thầy đã dạy qua một khoảng thời gian rồi, mấy tháng rồi, thì con mới bắt đầu học trở lại bên RUM Nguyên Như Kỳ Viên mà chị Nguyên Như có nói con về bên đó học. Thì cái này con cũng chỉ tiếp theo, trước đây là bạn My Liên Hoa thì cũng ở trong này, Quỳnh, thì mấy chị em động viên nhau để mà học, chứ con ngay lúc thời điểm đó thì con cũng không có, chưa biết một cái gì luôn. Dạ thì qua một thời gian thì con nhờ sự dạy dỗ của sư, của thầy, thì con có thể tự tin đọc được những cái câu Pali. Cái điều đó là cái điều con rất là hoan hỷ, tại vì không bao giờ con nghĩ con đọc được hết á. Cái thứ hai là khi học qua vi diệu pháp thì học những cái bài giảng của thầy từ tâm, tâm sở, sắc pháp, rồi qua tới lộ trình tâm, thì con mới thấy bài con đang cố gắng theo từ từ, chứ thầy nói là hiểu hết thì con cũng chỉ có thể hỗ trợ để mà con giúp cô Nhật Huỳnh, các cô chú anh ở trong này, để mà con post bài để cho mọi người có thể lấy bài về để mà học thôi. Còn bản thân con nói mà để nắm hết, hiểu hết thì dạ con chưa có thật sự con không có hiểu hết đâu. Con một phần nào đó, nhưng mà con đang cố gắng từng chút một. Thì hôm bữa tuần trước được biết là sức khỏe của sư Trí Đức không có khỏe, thì con lên, con có đến chùa để con đảnh lễ sư. Và thì con thấy sư, thật ra là với cái tuổi của con cũng mới có 40 mấy thôi, nhưng mà con cái thức khuya dậy sớm thì con cũng còn lười lắm, con cũng nói chung là cũng còn biếng nhác, nhưng mà
thấy sư đã lớn tuổi và ngày nào sư cũng vào trong room để mà mở lớp rồi dạy cho mọi người, thì con rất là sa thú và con rất là tri ân rất là nhiều. Tại vì không có nghĩ là mình mới có tí tuổi này mà mình đã như vậy, trong khi sư thì sư lớn tuổi, ngày nào sư cũng cần mẫn mở room để cho mọi người được vào học, thì con vô cùng tri ân sư và con hứa con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Cái thứ hai là trong cái công việc của con á, thì thời gian vừa qua thì con rất là nhiều việc và nó có nhiều cái chuyện không có vui xảy đến, rồi công việc nó làm cho cái tâm của mình nó rất là loạn lên và mình rất là dễ nổi sân, rất là nói chung là cái tâm bất thiện nó cứ diễn liên tục mà con đã cố gắng con kìm rất là nhiều. Khi mà mỗi lần mà nhận ra được một cái vấn đề mà mình cảm thấy là mình không có thể kiềm chế được, thì lúc đó con mới sực nhớ lại những cái bài giảng của thầy và con thấy là tâm của mình sao nó lại bị động quá nhiều như vậy, tại sao mình không có thể kiềm chế lại và để cho cái tâm của mình nó đi một cái nó đi khủng khiếp. Mà khi nhìn lại thì mình thấy là mình là cái người thiệt thòi nhất, tại vì mình làm cho cái tâm của mình nó bất an, rồi những cái bất thiện nó xảy đến, rồi những cái chuyện mà càng ngày nó đi ngược trở lại, nó mình chả thấy mình đạt được một cái gì hết trong cái công việc, tại vì khi mình nổi sân thì mình không có thể bình tâm để mà giải quyết cái vấn đề. Thì cũng nhờ con được học vi diệu pháp, cũng nhờ những cái bài giảng của thầy, con cũng nắm được một ít và nó cũng giúp được cho con khi mà con quán lại cái tâm của mình để mà giảm thiểu đến mức tối đa những cái phần bất thiện nó đang xảy ra trong cái diễn hoạt độ tâm của mình. Còn về những cái phần bài học hay này kia thì dạ con còn dở lắm, con chỉ là người chép bài lại thôi, chứ con cũng chưa có gọi là hiểu hết hoặc là nắm hết tất cả những cái vấn đề của thầy dạy. Thì con cũng sẽ cố gắng thật là nhiều để mà con có thể tiến bộ hơn trong cái vấn đề học và hành ạ. Dạ, qua đây con xin tri ân quý sư, con kính tri ân thầy kinh và cảm ơn cô Nhật Huỳnh cùng tất cả cô chú anh chị trong lớp, nhất là cô Meta. Thì cô cũng là một cái tấm gương để cho con noi theo, tại vì cô rất là tinh tấn luôn à. Cô Nhật Huỳnh cũng vậy à. Dạ, con chỉ có bao nhiêu đầy lời để con có thể chia sẻ đến room. Con xin phép con được xuống mic. Dạ, con kính dâng mic lại cho đạo tràng, con kính dâng mic lại. Dạ, con xin mời bài của mọi người à. Con xin phép được xuống mic ạ. À. Dạ, xà thủ kính cầu nguyện rất là nhiều. Dạ, lúc sau này nhờ có cho Nhật Quỳnh đỡ dữ lắm. Chứ lúc sau này mắt của Nhật Quỳnh nhìn đau do đầu tràn thì vào đúng thì cái mắt nó nhức. À, lúc sau nhờ có cho Nguyễn vào bớt bài và cũng như bỏ chữ thì Nhật Quỳnh làm theo và nó đỡ hơn. Dạ, Nhật Quỳnh cũng gõ nhưng mà Nhật Quỳnh cất ở trong này, chỗ nào không kịp Nhật Quỳnh copy của Châu Nguyễn lại thì coi như bài Nhật Quỳnh không có bị mất. Cái đạo nó cũng bị rối nên là cảm ơn Châu Nguyễn là nhiều. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, Kim Nhung, chị Meta, Châu Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chúc Châu Nguyễn đi làm một ngày rất là an vui nha Châu Nguyễn nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, đồng hồ Nhật Quỳnh còn 10 phút nữa, còn vị nào chia sẻ không? Quỳnh Giang Nhật Hà bữa nay chắc bị vợ đánh hay sao á, Kim Nhung phải không? Bữa nay Quỳnh Giang Nhật Hà bị vợ đánh nè, nên đang khóc quá Kim Nhung, nên là không dám cầm mic. Phải không thầy Kinh? Dạ, bữa nay Quỳnh Giang Nhật Hà bị vợ đánh đó, nên đang khóc quá, nên đâu có dám cầm mic đâu. Còn mười mấy phút mà nói mời hoài bị gói hả? Đó, cái này là thầy Kinh nói, Nhật Quỳnh không có nói nha.
Niệm Từ ơi, Niệm Từ có ý kiến không? Theo như chương trình đó, như cười hả? Dạ, theo như chương trình đó, thì lúc nãy thầy Kinh có nói là được sinh hoạt dư giờ, và ngài Trí Đức cũng có nhắn cho Nhật Quỳnh là tùy tùy theo thầy Kinh. Dạ, nên là Nhật Quỳnh mới dám để rùm sinh hoạt tới giờ này, chứ không là Nhật Quỳnh xin phép đóng rùm rồi. Nhật Quỳnh sợ ăn cháo lương lắm quý vị. Ông già Nhật Quỳnh hay thường nói ông già ông ngồi im ru vậy đó, nhưng mà ai làm cái điều gì vẫn cũng biết hết á. Cháo lương thì sẵn sàng đó quý vị, nên Nhật Quỳnh rất là sợ. Nhưng mà bữa nay là được ngài thả ra. Nhưng mà nếu mà chưa có vị nào chia sẻ, Nhật Quỳnh xin nói thêm một câu nữa. Nhật Quỳnh thấy cái rơm của cháu Nam Truyền này nè, là cái nôi, là cái nôi. Dạ, ăn cháo lương là đặc sản của ngài đó. Dạ, là cái nôi để dạy Bali cho những vị ở bên này qua bên rơm hấp cú trả bài. Tại vì ở bên này á, thì ngài chỉ dạy đọc sai một chữ là ngài cho ăn cháo lương liền. Thành ra khi mà đi qua rơm hấp cú á, thì khi Đại Đức Pháp Tính còn hiện tiền á, thì nhà sư hay nói Nhật Quỳnh, dì ơi, rơm này có 2 ly với 2 ly rưỡi hay gì, nên nhờ dì cứ dược mời, không có sao hết. Cứ dược mời, không có sợ gì hết. Thì do Nhật Quỳnh thấy đúng là cái rơm Phật giáo Nam Truyền với cái rơm Pháp Cú Kinh Chuyên Đề, mặc dù quý ngài không có liên hệ, không có gọi là như, bên này dạy đưa qua bên kia hay gì hết, nhưng mà tự động Nhật Quỳnh thấy những vị ở bên cái rơm Phật giáo Nam Truyền này là qua rơm cú trả bài. Nhật Quỳnh mà thấy vị nào mà vừa lúng mặt ra là Nhật Quỳnh kéo áo lên liền. Dạ, nhất là Nhật Quỳnh nhớ nhất là đúng rồi, đập nhanh cũng biết ăn cháo lương, nhờ vậy đó mình mới học được giỏi được hôm nay. Bởi vì nên là Nhật Quỳnh nhớ hoài Sú Khá Anh Đức Khá nha quý vị, là đậu rất là nhiều nít từ lúc mà Nhật Quỳnh mới biết liên vô rung đến tới lúc này. Sú Khá Anh Đức Khá là 3-4 tên luôn, nên là Nhật Quỳnh đâu biết đâu, theo dõi Nhật Quỳnh suốt 6 năm trời luôn. Nhật Quỳnh không hề biết, bữa tự nhiên bấm bụng DM cho Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh nói trời, sao mà cái nick này không biết là theo dõi mình bao lâu rồi, mà BM nói chuyện rất là thân thương, rất là hiểu được mình như thế nào thế nào. Thì ra là cứ là rượu cũ bình mới liên tục 6 năm trời. Nhật Quỳnh biết được như vậy rồi là Nhật Quỳnh cứ kêu hoài, cứ cầm bịch cười quý vị là bây giờ trả bài được. Nhưng mà cái hoàn cảnh của Sú Khá Anh Đức Khá phải nói là rất là tinh tấn mới cầm bích trả bài được quý vị. Nhật Quỳnh rất là trân trọng. Dạ, bây giờ còn có 11 phút. Alo, kính mời đạo tràng. Kính mời đạo tràng, không thì Nhật Quỳnh thỉnh thầy Kinh lên này nha. Là không còn có dịp để chia sẻ nữa nha. Vị nào còn chia sẻ đưa bàn tay mình lên. Alo. Dạ thầy Kinh ơi, bây giờ hôm mai hả? Rồi, mời hôm mai nha. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính chào thầy Kinh, kính chào các quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào quý vị đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con nói chuyện sao chót, bởi vì là con học dở nhất lớp, cho nên con xin được phép để mà trình bày cái ý kiến của con là chót nhất. Dạ nói chung là con cũng rất là tri ân sư Trí Đức đã mở rung Phật giáo Nam Truyền, rất tri ân chị Nhật Huỳnh đã giữ cái rung Nam Truyền tới ngày hôm nay để mà em có cơ hội để được vào học. Và nhờ rung này mà em biết đến thầy Kinh, một vị thầy rất là giảng đi dự pháp rất là tuyệt vời, rất là sâu sắc và rất là chi tiết. Cho nên từ đứa học dở, đứa lười biếng, em cũng phải cố gắng em bò theo để khi nào mà thầy có hỏi đột xuất thì mới biết mà trả lời. Nhờ vậy rất là tri ân thầy, nhờ có thầy mà con cũng cố gắng, con tinh tấn mặc dù con rất là lười. Và nói chung là con cũng không có thời gian để mà học bài nữa, nhưng mà trước giờ thầy là con phải đọc qua, đọc sơ qua cái
cái bài để mà hiểu hiểu là nó như thế nào để mà biết mà trả lời. Thưa thầy, và cũng rất là cảm ơn Châu Nguyễn như Nguyên Như, Châu Nguyễn đã post bài cho cả lớp để viết để mà nắm rõ cái nội dung bài. Cũng cảm ơn Nguyên Như đã mở ra cái room về pháp cú, về nhờ mà vào mời thầy Kinh đến giảng dạy, và nhờ đó mà mình đã phát triển được phát coi như là có tiến bộ trong học vi diệu pháp. Và cũng qua những cái bài học mà thầy dạy thì cũng đưa vào thực tế, và cũng cảm thấy nó rất là hay, rất là lợi ích. Nhờ vậy mà con có thể là càng ngày nó con cảm thấy là càng ngày con càng đỡ hơn nhiều. Hơn lúc trước, là coi như vi diệu pháp là con mù luôn á, lúc này thì còn đỡ đỡ rồi, nó cũng mở được cánh cửa, mặc dầu từ từ nhưng mà con sẽ hết sức cố gắng. Dạ, con hết sức là tri ân thầy Kinh, một người vị thầy rất là ư là năng nổ, luôn tạo những cái chương trình như là cho chúng con làm bài, rồi trao đổi những cái bài học đã qua để nắm vững được kiến thức. Dạ, kính ơn, kính đi tri ân thầy, kính tri ân những vị đã giữ cái gương Phật giáo năm truyền và này đến giờ phút ngày hôm nay. Dạ, con có bao nhiêu đó thôi ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin tri ân tất cả người. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Hồng Mai rất là nhiều. Dạ, Hoàng Hoàng Thành đã ra chắc lên mà không chịu cầm mic nha. Hoàng Thành ơi, bữa nay không chịu cầm mic chia sẻ là thiệt thôi quyền lợi nha. Dạ, Nam Mô Bích Hai. Dạ, dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh nghĩ rằng không còn vị nào nữa. Dạ, Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng kính mời thầy Kinh lên đúc kết bài học ngày hôm nay. Và con cũng thành kính cung thỉnh tại đức góp phần sau cùng để chúc phúc cho đạo tràng, để cho đạo tràng được hoàn mãn tốt đẹp, mà trong khi đó sau khi mà còn sám hối mà để cho ngài tri đức được nghỉ ngơi, chứ để con cứ gọi ngài hoài. Và bây giờ thì kính thỉnh thầy Kinh ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thầy. Dạ, kính lễ chư Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay rất là hoan hỷ, xa thú ha. Quý vị ai cũng có những cái topic rất là hay, có những cái lời phát biểu rất là chân tình, rất là tốt đẹp. Thì khi mà chúng tôi đứng dạy vi diệu pháp nữa, thì đó là mình nghĩ là mình làm được một cái việc phước gì đó mình làm. Nhưng mà không ngờ khi mình làm việc phước vậy rồi, những học viên lại quan hỷ học, rồi thực hành được, ứng dụng được trong đời sống, và làm giảm bớt những cái lộ hoặc, làm giảm bớt những cái ác pháp, thì đó cũng lại là một cái phước nữa để cho chúng tôi được giống như mình được hưởng phước ké. Giống như quý vị, mình nói kêu quý vị là làm được phước thiện nào mà tốt đẹp, nhớ hồi hướng cho tôi hưởng ké chứ xíu. Phước như phước hưởng ké chứ. Rồi rất là xa thứ ha. Thì qua bao nhiêu năm học được, thì bây giờ đạt đến một cái trình độ, phải nói là quý vị đạt đến cái học đó, xong hết cái lộ trình tâm mà theo từng chi tiết là trình độ khá, rất là khá cao, chứ không phải đơn giản, khó hiểu lắm. Này học mà để hiểu sâu vô cả vấn đề, cho nên rất là hoan hỷ quý vị học và đi sâu vào vấn đề. Mà khi mà chúng ta đưa những cái câu hỏi lên, quý vị dạy đều trả lời đúng hết, thì đó là chứng minh được là mình có được một cái tri kiến, một cái sự hiểu biết đúng đắn, rất là tốt đẹp, rất là xa thứ ha. Rồi cũng cầu mong cho tất cả chúng ta luôn được có được cái trí tuệ, luôn được có sức khỏe để mà tiến hóa trên đường tu học. Cũng mong rằng chúng ta có thể cố gắng học được ngày nào hay ngày đó, càng nhiều nào càng tốt nữa ha.
thì chúng tôi cũng cố gắng hết khả năng mình, sức có bao nhiêu thì cố gắng để mà hướng dẫn lại cho tất cả quý vị. Cũng cầu mong là cho tất cả quý vị nắm được giáo pháp được căn bản rồi để mình đi trên con đường tu học mình không có bị lạc. Nó hoàn thành nói học lại từ đầu thì chúng tôi sau này có nhận được một số người, một số vị học cư sĩ ở bên Cali cũng có, Hà Nội cũng có, cũng muốn học lại từ đầu, nó vô học thấy hay quá này kia, bây giờ muốn học lại. Thì nói thật mà nói thì giờ mà làm lớp ABC từ đầu lại ngán thiệt á, phải không? Rất là ngán ngẩm nha, nhưng mà để từ từ cứ tính sao. Bây giờ cái vô ABC lại thì chắc mệt mỏi, nhưng mà để từ từ tính lại vụ này. Nhiều người muốn học quá rồi mình không biết sao, để có thể là còn đây tùy duyên ha. Bây giờ đang dạy những lớp cao rồi, mình để từ từ tính lại ha. Rồi do phước quý báo này nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có đi về thành tựu chánh trí đồng điện nha cả thể. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ nam mô Sa Di Đà Phật. Rồi xin tạm biệt lại cho cô Nhật Linh. Dạ sa thú sa thú. Nhật Linh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân sức thầy kinh rất là nhiều, và cũng theo như lời yêu cầu của đạo tràng, Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy dạy lại ABC đi, tại vì thực sự là học qua rồi nhưng mà nói mà ở trong đạo tràng này như chị Bách Ta hoặc Nhật Quỳnh, những người trẻ Nhật Quỳnh không dám nói nha. Dạ thì cũng rất là cần học lời, tại vì lúc nãy mà tại sao Nhật Quỳnh phải đi ngoài nên không nghe được lời Nguyên Như, nhưng mà đại khái là thực sự nếu mà Nhật Quỳnh mình lên mà phát biểu sớm thế nào cũng bị thầy, tại vì Nhật Quỳnh hay ca cảm, ca cảm là thầy dạy nhanh quá, thầy đọc nhanh quá, việc nhiều người cứ nói với Nhật Quỳnh này nè, cô Nhật Quỳnh có viết kịp không, có gõ kịp không, đâu này kia, mà thấy Nhật Quỳnh cầm bút là Nhật Quỳnh thế nào cũng nói ngày đó là thầy sẽ nói Nhật Quỳnh. Cô Nhật Quỳnh là căng nhằn là khó chịu nhất luôn, nhưng mà chẳng thà mang tiếng mà được miếng phải không chị Meta? Nhật Quỳnh chấp nhận mang tiếng để cho đạo tràng được miếng. Dạ, sa thú một lần nữa kính tri ân thầy, và Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng cung thỉnh thầy dạy lại từ đầu, không sao đâu. Thầy đọc đi đọc lại, dạy đi dạy lại thì nó sẽ nhuần nhuyễn hơn. Giống như nhà Tề Siêu nói, ngài dạy đi dạy lại dạy tới dạy lui không biết bao nhiêu lần, nên là bây giờ là trong máu của thầy, nói ra là trong máu luôn rồi, không phải là trong đầu nữa mà trong máu của thầy luôn, của ngài luôn. Nên là Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy tiếp tục dạy trở lại từ đầu, nghỉ một thời gian và ngắn ngắn xả hơi rồi dạy lại không sao hết bà thầy. Đạo tràng ai cũng hoan hỷ để học lại. Dạ nam mô Bích Thai giá. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi học pháp, và con cũng kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ đức cúc chúc cho đạo tràng ạ. Uất ta mang ghê na quan đề hằng ba đập hằng sung và ruột ta mang buột thể do khả đi tơ đô sơ buột thô tham mặt tu tăng mà mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân đức Phật là đấng chi tôn chi thánh, các tội lỗi